Thôi không có ở nhà mà để cửa ta nói tan quát thì giống như mời ta vô lấy đồ hay sao á. Khổ ghê luôn nha. Con còn vợ mà sao nó tệ cái gì đâu á. Lớn già đầu mà y như con nít vậy đó. Dạy hoài không được. Chỉ biết từ 1 tới 10 thôi. Tuần giờ tôi tử tôi đếm từ 1 tới 9 nó cũng không xuất hiện đâu. Tới 10 nó nghe chữ 10 nó mới xuất hiện. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Thấy không? Tàn hình mất rồi. 10. Dạ có mặt. Hiện hình. Trời đất ơi trời. Phải bà không vậy bà đen? Tôi. Tôi hả? Ừ. Trời ơi. Nhìn một hồi cái kia. Đó ăn mặc như nè. Y như con nít vậy. Tôi tưởng bà 13 tuổi không á. Ủa? Tôi 13 á? Trời đất ơi. Trời ơi, có người nói tôi 11 tuổi á. Không dám đâu. Thằng nào nó điên nó nói bà 11 tuổi vậy. Tao 11 tuổi thiệt mà. Không dám đâu chị hai. Chị có chồng rồi chị hai ơi. Làm ơn đi. Khôn ra giùm tôi chút xíu đi. Làm gì nãy giờ ở dưới bếp mà tôi kêu quá trời không ra. Hả? Đâu ở dưới bếp đâu. Chơi ở đâu? Ở ngoài bờ ao á. Làm gì ở ngoài bờ ao? Tắm con gà. Gì? Tắm con gà. Ừ. Thấy chưa? Thấy nó ngu chưa? Gà mà nó tắm. Đừng có nói với tôi là tôi kêu làm con gà từ sáng tới giờ chưa xong nha. Chưa xong. Chưa xong. Ừ. Nè, tôi đã nói là làm gà phải nhúng nước sôi. Có nghe rõ không? Có. Có hả? Ừ. Vừa ôm con gà vừa đi. Làm gà phải nhúng nước. Ra tới bờ ao. Quên chữ sôi. Quên chữ sôi hả? Trời ơi. Cái chữ sôi là cái chữ quan trọng mà bà quên. Trời ơi, bà không cho nó vô nước sôi làm sao nó chết hả? Hèn gì tôi nhúng nước cái bà ngốc lên. Tôi nhúng nước bà ngốc lên. Ông chết. Chết sao được, chết bà. Trời ơi, cái nước lạnh tanh nó phải ngốc đầu lên rồi. Rồi làm sao bà làm được con gà hả? Thì tôi đè bà xuống. Ờ. Cái tôi nhổ một cọng cái bà giấy đạch. Cái tôi nhổ thêm một cọng nữa cái bà giấy đạch vậy đó. Cái tôi tức quá. Ờ. Cái tôi đè bà xuống vậy nè. Trời ơi. Cái tôi nắm một chùm lông tôi nhổ cái phật. Nắm nguyên chùm mà nhổ cái phật. Ừ. Cái bất cứ sang. Cái bà nhìn tôi say đắm đậu ơi. Gà mà nhìn nó say đắm. Ừ. Trời ơi nó đau quá nó nhìn bà nó chứ say đắm cái gì. Vậy hả? Ờ. Đâu biết đâu. Rồi sao nữa? Thì tôi cứ giật cọng lông đuôi tôi giật cái phức. Cái bà nhìn nó chạy mất tiêu. Trời đất ơi. Trời có con gà thôi mà để cho nó chạy hả? Trời đất ơi. Rồi bà có rượt theo để bà bắt con gà lại không? Có sao không? Ờ, vậy là còn khôn á. Dĩ nhiên rồi. Trời. Cả sớm này ai cũng kêu tôi khôn quá đó. Trời ơi. Trời ơi, sớm này kêu nó khôn. Nào kêu bà khôn đó cũng khùng lắm rồi đó. Nè, bà rượt theo rồi sao? Mà đậu ơi. Vậy? Cái bà gà này á, con gái mà mắc nết quá đậu ơi. Sao mắc nết? Ở chuồng, ở trần chạy vòng ngông ở ngoài đường bà không biết mắc cỡ đậu. Bà giặt hết lông con người ta rồi, còn đồ đâu nữa mà mặc mà không ở trần ở chuồng. Vậy hả? Đó. Vậy gì? Bà giặt hết, bà gắn lên đầu bà kìa, bà thấy không? Bà thấy đâu? Bà đây nè, đây nè, đó đó y như là bà đi duyên người thấy không, thấy rõ ràng không? Trời ơi vậy na. Ờ, vậy na. Cười gì? Nhưng mà đậu ơi. Cái gì? Tôi nói đậu nghe nha. Sao? Bà gà của mình á. Ờ. Thấy cái anh gà trống ở nhà ông Bảy á. Ờ. Cái bà mắc cỡ, bà ờ. Làm như là bà chính chia vậy đó. Cái bà lấy cái tay bà che lại vậy nè. Che lại vậy. Ờ, các bạn. Gà mà lấy tay che hai cái cánh của nó đó bà nội ơi. Thì hai cái cánh cũng như hai cái tay thôi. Ờ hả? Hai cánh cũng như hai tay thôi. Ừ. Rồi sao nữa? Xong rồi, bà giấy tùm xuống ao thôi. Đúng rồi. Con gà nó còn biết mắc cỡ, nó thấy nó không có cái gì hết trơn á, nó thấy gà trống nó quảng hồn nó nhảy xuống nó che thân nó. Rồi bà có nhảy xuống để bà bắt con gà không? Có sao không? Ờ. Tôi nhảy xuống. Ờ bà nhảy cái xuống. Cái tôi chụp bà. Ừ. Cái bà vuột. Cái tôi chụp một cái nữa cái bà vuột. Mà hình như đậu ơi. Con gà này hình như bà tha lô tình đó đậu. Bà tha lô thình là gì? Lô thình là cái gì vậy? Hả? Bà kem đó. Trời ơi. Ừ. Gà tha kem hả? Nó không còn gì trơn, nó xuống nước nó phải trơn chứ sao mà nó tha kem. Hả? Rồi cuối cùng sao? Cuối cùng tôi với bà gà giặt lộn với nhau. Trời ơi. 15 phút sau thôi. Tôi mệt quá cái tôi cởi đồ ra tôi tắm luôn. Hả? Bà cởi ra bà tắm luôn. Ừ. Trời ơi. Bắt cướp.
bà cởi ra hết rồi không mát sao được. Ơi, giữa trưa nắng gắt mà bà cởi hết đồ ra, bà định chiêu đãi cho cả làng cả xã này biết phải không? Đậu. Vậy? Đậu nói quá à. Giữa trưa thì cũng có người thấy người không chứ đậu. Có người thấy người không là sao? Là người ngủ thì không thấy mà người thức thì người ta thấy thôi. Đậu ơi, hình như cái người ngủ ít hơn là cái người thức đó đậu. Người ngủ ít hơn người thức. Tại sao bà biết? Tại vì tôi hợp xuống tôi bắt con gà. Xong rồi tôi đứng lên một cái, trời ơi đậu ơi, tôi thấy nguyên một rừng đàn ông nó nhìn tôi đậu ơi. Trời ơi tôi quê quá, tôi hụp xuống lại luôn. Hụp xuống, ngóc đầu lên, một rừng đàn ông nhìn nó. Tôi nói cho bà nghe, mấy cái thằng mà nó nhìn nó xấu lắm biết không, nó xấu tánh lắm bà biết không? Đậu, cũng có người xấu người tốt cái đậu. Có người tốt sao? Ừ. Ai tốt? Có ông Trường Vũ Sát bên nhà mình đó. Sao? Ông kêu tôi là Đen ơi, mày lên đây tao cho mày mượn bộ đồ của vợ tao mày mặc kìa. Đó, ông tốt đó. Tốt quá à. Ông dám tốt đâu. Giả bộ đi dụ bà lên để nó nhìn bà đó, bà biết không? Ngu gì tôi lên. Đó, ít ra cũng còn khôn được chút xíu. Tôi đã nói với ông rồi mà, người ta nói tôi khôn mà. Thôi, mới khôn được chút xíu mày đặt hãnh diện. Như vậy là không có leo lên phải không? Không, tôi không có leo lên. Nhưng mà tôi kêu ông Trường Vũ xuống thôi. Hả? Thôi sao nó làm cho tôi bất ngờ miết. Không chịu leo lên mà rủ xuống. Trời ơi, rồi Vũ nó xuống nó làm gì bà không? Ông đâu có làm gì tôi đâu. Ông chỉ nói thôi à. Nói gì? Ông nói, Đen ơi, mày có nhột không chứ? Hồi nãy giờ tao thấy mấy con cá nó rửa mà tao thấy nhột lắm đó Đen. Ông nói vậy á. Ông nói vậy á. Thì ra không những người thấy mà động vật ao hồ cũng thấy hết luôn rồi. Trời ơi. Sao con nàng chồng tôi nó giống con khỉ già dữ vậy trời. Mày ngu lắm mày biết không? Đâu đậu mất dạy dữ đậu. Trời đất ơi, trời ơi bữa nay dám chửi tôi mất dạy nữa hả? Hả? Má tôi dặn là vợ chồng phải kêu bằng anh em, không thì kêu bằng tên. Đậu kêu tôi bằng mày, rồi cậu biểu tôi kêu đậu bằng anh, té ra đậu là ngừ, còn tôi là con gà hả? Trời ơi, ngon quá ha. Bữa nay lý luận rồi nữa ha. Ba không đánh mày không được. Đứng im nha. Tập nhà mà tao đánh mày cho mày coi nha nha. Đó. Ngon quá ha, mắc nữa ha, mời vào phải không? Ha. Rồi bữa nay tôi không đánh bà, tôi là con bà. Đậu, tôi nói cho ông nghe nha, tôi là vợ của ông nên tôi nhịn ông đó, chứ cỡ ông hả tôi đá một cái đó hả ông lọt xuống sông á, ông ngóc cái đầu lên ba má ông nhận ông không ra luôn. Được rồi, đứng im đó, tôi đánh bà cho bà coi nè. Dính cháu rồi. Chồng ơi, chồng ngủ cho ngon. Rồi, ngủ rồi. Thằng này nó ghiền ầu ơ. Để coi cái tướng nó ngủ coi làm sao nha. Chào ô, tới giờ này tôi phát hiện ra chân lý rồi trời ơi. Chồng người ta ngủ như thiên thần, còn chồng tôi ngủ như con quỷ vậy trời. Trời đất ơi, con quỷ hả? Con quỷ hả? Quá trời, dám nói chồng con quỷ hả? Đậu, Đen giỡn rồi đậu, Đen giỡn. Đen giỡn rồi đậu, tha lỗi cho Đen rồi đậu. Biết lỗi chưa? Biết rồi. Khoanh tay lại. Dạ. Xin lỗi coi. Đen xin lỗi đậu à. Đi vô nấu cơm. Cái gì nấu cơm hoài à? Trời ơi, chưa ăn cơm mà nấu cơm hoài gì? Để Đen vô đậu, để Đen vô. Ê. Gì? Trời đất ơi, cái gì hả? Không. Dạ. Dạ. Ừ. Đại biểu. Chuyện gì? Hồi sáng á, tôi đưa tiền cho đi chợ, còn dư nhiêu đưa ở đây.
hết đậu. Sao hết? Nhà có nguyên một con gà rồi mà đi chợ hết tiền là sao? Hôm nay nhà có khách mà. Khách nào? Thì con én đó. Én nào? Thì con én lượn á. Én gì nó phải lượn chứ không lẽ én đi bộ? Con én mà hồi xưa đậu mê nó đó, đậu đi hỏi cưới nó. Khi nó chơi đậu xấu, nó không có chịu. Khi đậu quê quá, đậu quay qua, đậu đi hỏi cưới tôi, cái tôi chịu liền đó. Tôi đi hỏi cưới người ta, người ta chê tôi xấu, người ta không chịu. Tôi quay qua tôi hỏi nó, cái nó hốt tôi liền. Ủa, mà sao tự nhiên con én lên đây làm gì? Nó thâm đen. Ê, xạo vừa vừa đó nha. Con én người ta trắng, trẻo, đẹp để làm gì thâm đen? Nó thâm đen thiệt mà. Thôi đi, ganh tị với con én không à. Con én người ta trắng, trẻo, nó đẹp. Thâm đen là bà, thâm đen là bà. Đâu? Bữa hôm nay bà hết giữa ông rồi, sao ông ngu dữ rồi đâu? Trời ơi trời, bà dám nói tôi ngu hả? Hả? Vậy tôi hỏi ông nè, tôi tên gì? Đen. Vậy con én nó lên đây nó thăm tôi là thăm gì? Thăm đen. Vậy con gì thăm đen nó là cái gì? Cứng họng rồi phải không? Thấy không? Cứng họng rồi. Bà nói chuyện bà không trắng phết rõ ràng làm sao người ta hiểu, làm sao mà anh đợi sợ tên. Ông qua đây. Vậy ông muốn tôi chấm phết phải không? Ờ. Ông coi nha. Ừ. Thâm đen, đó là chấm nè, phết nè, ừ. Thâm đen. Cái nào cũng vậy thôi, cái nào cũng thâm đen thôi. Cứng họng rồi phải không? Hết chảy rồi phải không? Cái nào cũng là thâm mà đen. Im. Trời ơi, tôi nói mày rồi. Tôi nói mày bao nhiêu lần rồi. Nói một thì hiểu mười trái. Ăn cái gì mà ngu dữ mà trời ơi. Trời ơi, cơm. Trời, bằng miếng răng bằng tôi không? Hả? Trời ơi, tôi miếng răng từ nhỏ tới lớn mà giờ cái răng nó muốn ngọn hết trơn, cái nú cũng bay đi rồi đó hả? Tôi hỏi bà tại sao con én tự nhiên nó lên nó thăm bà? Thì nó nghe đậu quánh tôi quá, nó lên nó thăm chứ làm sao? À, thì ra là đi nói xấu chồng cho con én nghe phải không? Đâu phải có đâu, đâu có. Bà không nói sao nó biết? Ông có thiệt á, Hoàng út cho em lắm anh ơi, ông à, có. Bây giờ tôi hỏi lần cuối nghe, có đi nói xấu chồng cho nó nghe không? Không có, em chỉ nói với bà tám kế bên nhà nó thôi, em không có nói với nó thiệt á, thể. Bà nói với bà tám, danh hiệu của bà là bà tám, bà nói bà có nghĩa là bà nói cho cả làng cả xóm này biết hết rồi. Ủa, ảnh hưởng dữ vậy trời. Không ảnh hưởng à. Vậy để em qua em nói lại với bà nha. Trời ơi, đứng lại. Nói lại với bà. Nhanh quá ha. Bà bước đây. Bước ra. Dạ. Ngon quá ha. Đứng lên. Đứng thì đứng làm gì. Bà chửi tôi đó phải không? Dạ. Không có, không có. Không có chửi, không có em, không có chửi. Em chỉ tâm sự một mình em thôi. Tâm sự ha. Đưa cái cây đây. Đưa không? Không đưa là pẹt pẹt. Cái mặt nó sọc taro rồi đó biết không? Ta khôn hồn á. Quay xuống. Quay. Khoan ta đại. Không dạ quan. Nè, bây giờ nha, tôi đếm từ 1 tới 10 nha. Bà phải nghĩ ra cái cách nào để minh oan cho tôi ha. Bà mà không nghĩ ra hả? Phạt 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 phạt. Còn tôi rồi. Ráng nghĩ ra cách nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Có rồi, có rồi, có rồi. Có, nói nghe coi. Vậy, con én nó lên. Đậu làm đen, đen làm đậu đi. Đậu làm đen, đen làm đậu. Ừ. Là sao? Là bình thường đen nấu cơm, giặt đồ, lau nhà, đi chợ, rửa chén. Bây giờ ngược lại, đậu nấu cơm, giặt đồ, lau nhà, đi chợ, rửa chén. Còn bà làm gì? Quánh mày chứ làm gì? Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Ngon quá, tôi làm hết trơn rồi bà đánh tôi ha. Bà ngon quá. Không có. Làm vậy để cho con én nó thấy đậu tội nghiệp, nó thương đậu thêm thôi. À, giống như là nó nghe nói á là tôi đánh đen không à phải không? Đúng rồi. Ờ, và bữa nay lên thì nó thấy ngược lại, nó thấy đen đánh tôi không? Đúng rồi, bình thường á đậu quýnh đen hoài à, bây giờ á đen quýnh đậu để cho nó thấy tin đồn của bà tám không phải là sự thật. À. Ê, nhưng mà tôi dặn nha, đánh đánh nhẹ nhẹ thôi nha. Hồi nãy bà đánh tôi cái tôi trới mới luôn á. Đánh mạnh quá là tôi nổi điên lên á. Đã, 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 đã. Quan trọng là cái nổi điên á, nếu mà đậu nổi điên lên á, cho đen hát một câu thôi. Câu gì? Cho đen một ngày thôi. Đó là đậu xìu xuống và ngất ngay.
À, nếu mà tôi giận quá tôi nổi điên lên mà nghe bà hát là cho đêm một ngày thôi là tôi phải xìu xuống giận ngất luôn. Ừ. À, rồi được rồi, bây giờ làm gì? Bây giờ, ra đây, tao. Hả? Đi vô nhà, nấu cơm, giặt đồ, rửa chén mau lên. Rồi, bây giờ. Ngon quá. Nói hả, tao quánh mày bây giờ. Đây. Trời, ngon quá. Cho đêm một ngày thôi. Đây. Mày dính cháu rồi tao ơi. Kỳ này con én nó lên đây, tao sẽ quýnh mày ba má chẳng không ra cho mày biết đâu mày. Gió đông ngát hương dập trời chim én liền. Cây này đây trời xanh mây trắng mây. Nóng bỏ mẹ. Này có đứa nào ở trong nhà không hả? Này ơi, có ai ở nhà không cho hỏi thăm tí nào? Ôi trời, cháu sang đây, sang đây. Ôi trời ơi, con ở đâu đấy hả? Bố con không báo cho cô biết là bố con có con mà sao gớm bây giờ mày lớn thế nhỉ? Ôi trời, bao nhiêu tuổi rồi con? Cặp mắt này là của bố này, mũi này của bố này, mồm này của bố này. Nhưng mà sao tướng bé tẹo con bao nhiêu tuổi mà mặt con năm già thế hả? Chắc là mày bị rú hát đây này. Ngày xưa bố mày to con tốt tướng lắm đấy. Sao bây giờ mày cứ bé tẹo thế này hả con? Ôi trời ơi. Thế là bố con... Bố con đâu? Thằng Đậu nó xui thế. Gớm có mỗi đứa con dai mà nó dở người. Người không ra người, khỉ không ra khỉ. Bây giờ nó đứng cứ như tượng mà không có linh hồn. Sao con cứ đơ ra thế? Cô đang hỏi con đấy. À, xịt keo lúc đó là... Chết. Nãy giờ cô nói keo nó phun ra dữ lắm hả? Ừ. Thế chờ cô tí cô giải quyết cái keo này cho. Chỉ có nước là keo nó không dính. Thôi thôi thôi. Trời ơi. Con nào mà con. Én. Ôi. Mày biết cả tên con á à? Không nhận ra anh sao? Tao tát cho mày vỡ mồm. Mày dám gọi anh với ai hả? Bố mày đâu? Đậu nè. Đây là đậu. Đây là đậu. Ôi, đây là đậu. Đây. Không nhận ra anh sao? Đây là đậu. Ừ. Thế đâu là đậy? Trời ơi, em ơi, em có sao? Em đậu nè. Anh đậu. À. Sao mau thế? Mau gì? Ngày xưa anh như Rambo, bây giờ anh rút lại như quả ngô thế hả? Con đen nó nuôi anh vậy đó. Nuôi riết bạn teo lại. Anh bước ra kia cho em xem. Trời ơi, người chỉ còn bằng cái bắp đùi ngày xưa là thế nào hả giờ? Ê. Đậu. Ê. Phải én không? Phải không? Én thì chứ còn ai. Không dám đâu. Én mà xưa rồi lùng hơn tôi mà sao tự nhiên giờ dài sọc vậy? Thẩm mỹ. Thẩm mỹ sao? Đi thẩm mỹ viện. Không dám đâu. Thẩm mỹ sao? Kéo dài sọc ra thấy ghê vậy hả? Ôi gớm. Anh bây giờ nó làm cái gì không được, nó làm ngắn không được, nó làm dài cũng được. Nó muốn kéo dài bao nhiêu thì dài bấy nhiêu. Vậy hả? Ừ. Nhưng mà kéo chi dài sọc này nè, đâu có ít lợi gì đâu. Khổ. Em, cái tính của em làm cái gì em cứ làm tới nơi tới chốn. Anh thấy không, từ con mắt tới cái mũi, đến cái mồm. Em làm hết. Nhưng mà em thôi, ngày xưa là em làm vừa vặn thôi. Không ngờ bố thiên sư đó, cái thằng bác sĩ cứ đưa thừa tiền không thối lại, nó cứ làm thêm chứ lị. Nó làm đến độ mà tiền trong túi em xanh mà nhan sắc em nó như thế này, nó làm bị nổ tay đấy. Trời ơi, làm anh nhận không ra em. Ôi, phải én đây sao? Én đây. Mày tên gì mày? Tên Én. Tao tưởng mày tên con rắn chứ. Chào quên mình làm gì mày quấn chồng tao như thanh xà bạch xà. Mày có tin tao quấn mày lời nọc đó không?
Ngồi dậy. Còn thằng kia nhìn gì vậy? Thấy gái là nhìn đúng một bên. Ăn gì chưa? Chưa, từ sáng giờ đói thối cả mồm nha. Đi vô dọn cơm cho em ăn. Vô nha. Đi. Ngồi chơi. Cảm ơn. Ôi, này Đen, mày ngồi xuống đây bảo này. Chỉ có không bao lâu rồi không gặp được mày, sao bây giờ mày dữ thế hả? Ngày xưa mày hiền lắm cơ mà, sao bây giờ mày dữ thế? Bây giờ mày có uy nhỉ? Tao thấy mày... Đi vô! Ai cho phép mày ra? Dọn cơm mời em ăn. Tao chưa cho phép mày lấy gì mà dọn cơm. Chừng nào tao cho phép mới được bưng ra. Đi vô! Đi! Trời ơi, tôi lỡ tôi bưng ra rồi thì nó cứ cho tôi để xuống đi. Trời ơi, nó bắt tôi bưng ra bưng vô, nó hành tôi. Được rồi, một lát nha, con én nó về tao đánh ba má mà nhẫn mày không ra nè. Đen, sao tao thấy thằng chồng mày nó cứ như là mắt đằng dưới thế hả? Tao đánh riết mà nó bị khùng quá. Sao tao nghe người ta đồn bảo là nó đánh mày như cái mền rách? Đâu có, tao đánh nó thì có chứ nó làm gì đánh tao. Ủa thế à? Ừ. Sao thiếu tướng nó bây giờ cứ gần như teo héo lại thế? Tao đánh riết mà nó lớn không nổi là vậy đó. Ồ. Coi vậy chứ nó ngu lắm mày ơi. Thế à? Tao đếm từ 1 cho tới 9 nó cũng không ra, tới 10 nó mới ra. Sao? Ừ, nó chỉ biết số 10. Ủa thế à? Mày coi tao đếm nha. Ừ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Đó. Đâu có ra đâu. Ừ nhỉ. Mày coi tao đếm tới 10 này nó ra nha. 10. Dạ. À, tại sao mày trễ 2 nhịp? Trời thế. Trễ 2 nhịp là quýnh 2 cái mới có 1 thôi. Dạ. Mới có 1 à? Ừ. Thôi thế cho tao 1 cái nữa. Sao mày trễ thế hả? Ôi, đánh rồi mới thấy nó tội. Xin lỗi nha. Mời em ăn cơm. Anh mời hai em dùng bữa cơm thân mật với gia đình. Cảm ơn. Hai má. Anh mời hai má dùng bữa cơm thân mật với gia đình. Ừ, để đấy cho má. Sao mà cứ bị chửi má thế này? Mẹ, thằng chồng mày nó làm gì nó lầm bầm thế? Nó chửi mày chứ gì? Ô, tiên sư bố, thằng mất dạy. Hả, mày nghĩ mày chửi ai thế? Mày chửi tao là mày chửi lầm người rồi nhá. Mày chưa biết danh bà chửi như thế nào, bây giờ mày dám hỗn láo với bà. Bà đã từng chửi ở cái xóm nhà mình 12 thằng ra mẹ bà chửi một phát nó nằm lăn đủ ngã ngửa ra ngay. 60 mấy người trong xóm tao chửi, có thằng nào dám chửi lại tao không hả? Bà chửi hết xóm mình, bà sang xóm khác 10 mấy cái xóm ở trong cái huyện này, bà chửi không còn một đứa nào. Xin lỗi nhà mày, mẹ bây giờ tao hết chỗ chửi rồi, tao sang nhà mày tao tìm người tao chửi này. Bây giờ mày nghĩ sao mà mày chửi mà tao? Anh đây, đậu đây. Chào anh. Em chửi quá vậy. Không, xin lỗi anh, em đang tập kịch cho xã anh ạ. À. Ấy thế mà bây giờ tự dưng máu kịch nó lại lên, chứ không có biết chửi từ xưa đến giờ. Em hiền như mã sơ, trái tim em khô khờ. À, hiền như ma sơ hả? Vâng. Vậy mà tưởng đâu ma cây. Em bình tĩnh lại chưa? Dạ. Bây giờ ăn nha. Dạ vâng. Món thứ nhất, châu chấu rang muối. Ôi, châu chấu rang muối. Bưng châu chấu mà kỷ niệm nó đập vào trong mặt. Trời ơi, ngày xưa em như châu chấu, sống bên anh như con cào cào. Anh ơi, anh còn nhớ con châu chấu này không? Ngày xưa anh đã từng lội đồng bắt châu chấu cho em. Anh về anh rang muối, anh rang đến độ mà muối nó đóng từng tảng mà anh vẫn ngồi rang. Anh còn nhớ con châu chấu ấy không? Một miếng ruột anh cũng dành cho em. Mượn này mày đi chỗ khác, mẹ hai đứa tao tâm sự này. Rồi một cái càng anh cũng dành cho em, còn một cái chân anh cũng dành cho em nữa. Nên mày có tin tao ụp cái gì cho cháu vô mặt mày không? Mày đâu, mày ăn lời phải không?
Tại sao tao kêu mày mua cho cháu cái mà mày đi mua cho cháu đực hả? Ôi trời ơi, tao không biết con nào con đực, con nào con cái là tao con mày. Trời ơi anh ơi, sao anh rốt thế là vợ cho anh nó đánh cho anh một ngày thắm cữ là đúng rồi. Cổ quá, con châu chấu cái là con châu chấu nó có trứng, còn con nào không có trứng nó là con đực, hiểu chưa? Ai nói con đực không có trứng? Con đực cũng có trứng. Thế con đực cũng có trứng à? Có, mà ít thôi, biết chưa? Em hiểu rồi. Em, món thứ hai. Món thứ hai, động vật đồng nội lúc lắc. Lúc lắc hả? À, mày coi nó lúc lắc chỗ nào? Nó nằm im mà nó lúc lắc hả mày? Con này sao mày khó thế? Thế bây giờ nó sống thì nó mới lúc lắc, còn nó chết rồi thì làm sao nó lúc lắc? Nó chết nó phải nằm im chứ, chết nó lắc thế nào được? Mày nghe nó nói không? Mày nghe thằng em nói không? Cho em một ngày. Tao hiểu rồi, phải cho một ngày. Nhưng mà mày phải vừa vừa thôi chứ. Đậu sắp thành công rồi. Đậu sắp cảm động hả? Đậu sáng cố lên. Đậu sáng cố lên nhân đậu. Cố lên nhân đậu. Cố lên đậu. Món thứ ba, cơm chiên Dương Châu ăn với nước mắm. Ôi, cơm chiên Dương Châu nước mắm. Em thích quá. Khoan, nuốt hết thì hả nói, ngậm một họng sao nói được trời. Em nhớ gắp miếng to quá. Nước mắm nè, cơm chiên nè, em nhớ không? Anh ơi, thấy bát nước mắm, thấy đĩa cơm chiên, tự dưng kỷ niệm lại về nó đập lại trong mặt em lần. Tại sao thế hả giờ? Bao nhiêu năm trời mà anh vẫn không quên tình yêu của mình qua chén nước mắm này hả Đậu? Bà xuống! Đậu, đây mà nước mắm hả Đậu? Tại sao ta cứ nước mắm đun sôi mới được đem ra? Chưa đun sôi, tanh rình ai mà ăn? Thì tanh rình vẫn ăn được mà. Ăn đi, nè. Đó. Sau đây xin quý vị xem tường thuật tại chỗ vụ tạt nước mắm tại nhà thằng Đậu. Đậu. Nước mắm đang từ từ chảy xuống mặt nạn nhân. Mũi nạn nhân đang phình to lên chắc là thối lắm đây. Ôi, lưỡi đã thè ra chắc là mặn lắm nạn nhân nhỉ. Đang nổi sùng rồi. Ôi, có nghe hai tiếng gì không? Tiếng xì khói lỗ tai từ nạn nhân đấy. Và cuối cùng sẽ là nổi điên. Con quỷ, trời, tao giết mày. Đâu. Cho đem một ngày một lần thôi. Một giờ cũng được nữa mày. Trời ơi, Cho em một ngày. Mày câm miệng con quỷ. Hả? Có một tiếng đồng hồ là tao tơ tả mẹ nó rồi. Mà xin một ngày chắc nó quánh tao cha mẹ nhìn không ra. Anh Đường. Đường bộ con mày ơi. Trời ơi, mày giả mang đến độ này. Hồi nãy tao vô, tao đẹp như một thiên thần. Hàng xóm của ba nhìn tao quá trời. Giờ tao đi ra chắc chó nó cắn. Thấy tao như con quỷ. Mày mằng cái gì mà ác dữ vậy? Hả? Tao về tao mát tới. Tới biểu tao lên đây là coi thử tụi bay sống sao. Tại tí biết cái tính thằng này nè. Mày là chuyên môn vũ phu lắm. Mày ăn hiếp vợ mày dữ lắm. Hả? Mày ăn mày quánh nó hoài đồn tới dưới quê, tía nóng ruột, tía sợ con dâu của tía có chuyện gì. Còn con này nè, sao đầu óc lớn rồi mà nói không nghe vậy hả? Như con nít à. Mày nghĩ sao, gì bay không à? Tao lên đây tao can tụi bay mà lỡ lòng nào mày quánh tao vậy hả thằng Đậu? Tại anh giả gái em đâu nhận ra đâu. Tao không giả gái, tao chứng kiến được cái cảnh này hả? Thứ gì đâu không à. Bây giờ tao gì? Tao tơi tả rồi Đậu. Tao tơi tả rồi đen. Hồi nãy tao nghe tao đi được hai chân.
giờ bay chứng kiến cho thả mãn tụi bay nữa. Tao còn có chân rưỡi thôi. Thả mãn hai đứa bay hai của con ôn dịch. Anh Đường, đừng có mét tía nghe anh Đường. Chết rồi, anh giờ anh mét tía đó. Tại đậu đó, giờ anh vậy mét tía giờ tính sao đây? Đen. Vậy? Đậu nói thiệt nha, bữa nay mới đổi con chút xíu à, bị Đen đánh vậy, rồi bị Đen đổ nước mắm lên đầu, đậu chịu không nổi luôn á. Vậy mà mọi ngày đậu cứ làm những cái điều đó với Đen, chắc Đen buồn lắm hả? Thôi vậy nha, cho đậu xin lỗi đi. Đậu hứa từ đây về sau đậu sẽ không bao giờ đánh Đen nữa. Thiệt hả? Thiệt, không bao giờ đổ nước mắm lên đầu Đen nữa. Nếu mà có chuyện gì á, hai đứa mình nhỏ nhẹ ngồi nói cho nhau nghe ha. Chịu không? Tại đậu không chịu khám phá Đen thôi, chứ Đen bí hiểm lắm á. Bí hiểm như đỉnh Olympia không? Đúng rồi. Vậy bữa nay đậu quyết định sẽ thám hiểm đỉnh Olympia. Ê, đứng lại cho tôi thám hiểm. Thám hiểm hả? Ờ. Không dễ đâu. Ừ. Đứng lại. Trời, ông ngó xuống mà coi đi nè, cái số tôi sao nó nghèo dữ vậy không biết nữa. Người ta nghèo á, người ta không có đất cắm dùi. Tôi tệ hơn nữa, không có cái dùi cắm đất nữa. Diệu, Diệu à, nghĩ tụi nghiệp gái tôi ghê nha. Nó hiền lành vậy đó, mà nó đẹp nữa chứ, mà sanh làm con nhà nghèo. Nó đi làm tối ngày sáng đêm, không đủ nuôi cái miệng tôi ăn nữa. Diệu. Làm gì vậy? Làm gì vậy mày? Con gùi. Trời đất ơi, nó bắt lùi mà tưởng sát thủ chứ. Cái bà dò ghe bực mình cũng phải giết nó. Con làm gì đâu nãy giờ mà má kêu hoài vậy? Sắt chuối cho heo ăn. Trời đất ơi, ấy coi nhà nó qua bên bà hội đồng đó. Qua mở người kia vậy? Trời đất ơi, thì cũng nợ nần chứ làm chi con. Thiệt là tao nói ông trời không có mắt mà. Bà thì xấu quách vậy hà, mà của ăn của để. Còn tao đẹp như vậy nè, mà của cười không có ăn nữa. Thôi má ơi, trời ơi má đừng than má nghèo ta cừ á. Nghèo có gì mà cú nào cũng đần như là má. Vậy á, con nói thiệt nghe, má đã ép bớt đi. Để vậy ta cười cho than nghèo kỳ cục quá. Thì tại ăn nhiều mới nghèo. Thì bởi. Thôi coi nhà đi, má chờ lâu má chửi tao giờ á. Trời đất ơi. Trời ơi, tự nhiên hôm nay tự nhiên cái sợ bà hội đồng ngang cái là sao kỳ cục vậy? Trời đất ơi, mình mắc nợ người ta nhiều quá con. Hồi ba mày đó, trời đất ơi, bệnh năm này qua năm nọ, tao bán nhà, bán cửa, bán ruộng, bán vườn, bán hết trơn. Thế rồi tao muốn bán tao luôn, không ai mua. Thành ra tao mới khai bán rắp xi. Khai bán rắp xi chi không chịu mượn nợ nhì? Nợ nhì là second loan hả? Ừ. Mượn luôn rồi con. Trời đất ơi. Bây giờ tao nghĩ tao giận ba mày ghê nghe. Sao giận ổng? Bệnh thì 2-3 ngày chết đi. Bệnh chi mà cái năm này qua năm nọ, rốt cuộc cũng chết nè. Trời đất ơi, tao nói thiệt, tao mượn tiền đầu trên xóm dưới đâu ai cho tao mượn đâu. Chỉ có mẹ hội đồng mẹ ngu mới cho tao mượn thôi. Trời đất ơi, thở rồi nè. Tao cho mượn tiền thì còn chê người ta ngu. Má kỳ quá hà. Sao kỳ? Không tức sao? Nhà băng cho có 12 chấm mà. Bả tới 24 chấm lận. Buộc đầu cắn ra tao thương ba mày, tao mới mượn. Trời ơi, thương ba cái gì cũng nói má nghe nè. Má thương ba một thôi, còn má thương má chín. Mượn tiền bao nhiêu về cho ba ăn chút, còn nhiều má ăn hết, má mặc ụ vậy nè, ba này chết queo. Bởi vậy nói rằng ta cười cho. Tao phải mập, tao mới có sức tao nuôi ba mày chứ. Trời đất ơi. Thì tao ốm nhôm cho mày rồi ai lo cho ba mày? Thì lúc buồn ông cũng chết phải không? Để nợ, để nần lại cho con cái, cho vợ con nó gánh. Trời đất ơi, món nợ này nghe con, trả cái đời con đời cháu mày á cũng không hết nữa. Vậy là tiêu con rồi. Giờ chỉ còn có cách duy nhất á. Cách gì má? Là con bằng lòng lấy cậu Hai Niệm á, con trai bà hội đồng, mới mong trừ được món nợ đó con. Trời đất ơi má. Trời ơi, sao má ép con gì kỳ cục vậy má? Trời ơi, cậu Hai Niệm á ghê lắm.
Đây nè, con nói má nghe, bữa hổm á, trời ơi, lên coi hát cái đình á, đang vỗ hay thật hay vậy nghe, đang vỗ khóc quá trời khóc nha, tự nhiên cái ổng phá ổng cười sặc 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 lên kìa, cái ổng cởi hết quần áo ra, ổng chạy cứ tửng gì nè. Vậy mày lời rồi, mày muốn gì nữa? Lời gì đâu, lời chả có chút xíu gì mà lời cái gì, cái cho chạy cái nhào cho con nè, kề vô chứ đi. Diệp ơi Diệp, anh thương em thích nhẹ. Ôi ghê cái mồm à. Thôi con thương má đi con. Ôi con nói má nghe, má mà ép con lấy cái này mà con thiệt con mà nổi điên lên đây nè. Thí dụ vậy nha. Ừ. Hai điểm đây nghe. Ừ. Con nổi điên nghe. Ừ. Đây nghe. Ừ. Trời, con thấy chưa? Trời đất ơi, mấy cái nhỏ xíu vậy nè, mày lấy kéo mày cắt được rồi, mày kẹt chặt ngọt xớt cái ớn quá trời đi. Nhưng mà má. Vậy nói má nghe nè má. Má hoài nó tốt quá đi. Má gả chồng sớm cho con chi vậy? Để lời ru thêm buồn. Sớm gì? Hồi tao bằng mày tao đã có ba mày rồi. Nhớ là tao còn rưỡng mình á. Đâu lạnh lẽo gì đâu má, ớn lạnh vậy. Hai tao nhớ tới ba mày. Trời ơi, coi mặt má phơi đó. Chiều chiều á, tao ra sau hè tao tắm heo. Cái ba mày đi ngang. Gì vậy? Ba mày biết không? Cái ba mày ngâm. Chúc xin, chúc mộc đầu đình. Em xin, em đứng dưới xin, em cũng xin. Mà hồi đó tao đâu có như giờ vậy. Bởi vậy ba ngâm chúc sinh là hồi đó chứ giờ chắc ba ngâm cây cổ thụ quá má ơi. Nhưng mà má. Gì? Con nói má nghe nè. Sao? Nhà có hai má con mình nè. Ừ. Trời mưa bong bóng bập bồng. Ừ. Con đi lấy chồng mà ở với ai? Con đừng có lo chuyện đó. Con đi rồi má cũng kiếm được kém nào cho đỡ buồn. Đâu có buồn cả ở mình vậy. Sao? Nhưng mà má. Vậy con nói trước đặng má tính với người ta nghe. Sao? Con thề cuộc đời con á, con không bao giờ con lấy hậu hay yểm đâu á. Vậy là mày mê nó quá rồi chứ còn gì nữa. Bắt chước nói ngọng rồi là mày thương nó quá rồi. Thương gì? Nè Diệu à, tao nói mày nghe, hồi đó má đi coi bói cho con đó. Thầy bói nói mày có số sát phu. Có nghĩa là mày rớt tới thằng nào á là chết thằng đó vậy nè. Sẵn mày đang ghét hai niệm á, mày lấy nó đi cho nó chết mẹ nó cho rồi đi. Ôi má. Sao vậy? Con nói với má rồi mà. Nói gì? Trời khó nói quá à. Má biết sao không? Sao con khó nói quá má ơi. Con có người yêu rồi. Ai vậy? Anh Hoàng đó. Trời đất ơi, cái thằng Hoàng nó còn lần muốn chết luôn vậy đó. Bởi vậy mày á thì hiền nữa. Quá hiền đó má. Ờ, hai đứa bay lấy nhau hả? Trời đất ơi, đẻ con ra lù đù ai chịu nổi. Thôi nè con à. Dạ. Diệu. Dạ. Con đã hy sinh đi con. Con hy sinh lấy cậu hai niệm trường nội cho má đi con. Để cho đặng chữ hiếu con. Mày về á, mày làm vợ nó, mày sướng thấy mồ đi. Nó cưới vợ bé trước nó mới lấy vợ lớn sao? Mà thường thường đàn ông ta thương vợ lớn hơn vợ bé hơn đó mày. Gì vậy? Nó nói gì kì vậy? Gì? Nói gì ngượng ngạo vậy? Sao? Nói gì kì cục vậy? Đang làm gì tự nhiên nói cái gì kì kì cục? Mày hổng tao giả rồi nó cái cha mày. Giờ mày tưởng tao là ai vậy mày? Nó làm gì má? Má có chuyện con nổi điên nè nghe má. Con nói cho má nghe. Má. Má con. Má. Mày tưởng tao là ai vậy? Con má dồn con quá. Con nói má nghe nè. Trời ơi, má nó kỳ cục quá. Cậu hai niệm á, ổng chưa có vợ lớn mà lấy gì làm con làm bé. Nó nói với tao á, nó lấy vợ bé trước rồi từ từ nó cưới vợ lớn sao. Khùng. Khùng gì? Ấy coi nhà đi, má qua bển rồi má chờ má lâu, má chửi má chết rồi nha. Má. Đâu đi má, hoài mệt quá đi. Má. Dự. Diệu, Diệu. Diệu ơi. Diệu. Ai vậy? Hoàng ơi. Ôi. Sao đạp không? Đầu đất ơi. Sao hôm nay bẩn vậy nè? Ui, sao đạp gì mà đỏ dữ vậy? Thằng áo gì xanh dữ vậy ta? Trời ơi, giống đoàn xiếc quá. Anh biết sao không? Cái gì? Anh mai cái bộ áo dài màu trắng đẹp lắm. Ủa?
Ủa, nhưng mà anh nhớ thầy bố dặn anh á là hôm nay á, năm nay không được mặc áo dài màu trắng. Ủa, không được màu trắng cử màu trắng. Rồi biết rồi. Cho nên á, anh mượn áo dài của bà ngoại anh mặc đỡ. Vậy hen. Đẹp 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 không? Vẫn đẹp như thường á. Áo dài này bữa hổm bà ngoại anh mặc đi chùa, nhớ không, nhớ không, nhớ không? Nhớ rồi, nhớ rồi, nhớ rồi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, nào vô mới sắm xe đạp đã gì. Bốn tầng lưng tầng la đủ màu gì, muốn chi vậy? Nội, em không biết hả? Không quấn á, xài có 1 năm mà. Ủa, quấn vô xài được 5 năm. Trời ơi, cái này bằng tiền dễ sợ nha. Bằng tiền gì? Thôi thôi thôi, được rồi em được rồi, đẹp 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 đẹp. Sao sao đủ màu hết trơn vậy? Thầy bối nói anh là năm nay hợp với màu vàng, màu hường, màu xanh. Vậy em? Gặp hơn lắm. Vậy thật cắt kè đi còn gì nữa. Đâu có. Thôi lên đây nè. Gì em? Qua đây. Gì em? Kỳ cục quá. Trời ơi, ta đang đứng cái chuyện của cái xe này nó. Đang dậy đi. Em cứ đổ đổ. Ra để nghe hàng rào đi, nói chuyện cho dễ. Được không? Nghe. Được, được không? Cũng sao hết trơn á. Vậy ha. Rồi sống thì yên lắm. Mướp chậu ngoài hàng rào người ta hái mất cái xe tôi không biết. Không có, có. Trời hú hồn mà. Xong rồi. Ừ, xong rồi hen. Giờ gảnh tay gảnh chân hen. À. Hỏi câu nè. Gì em? Đâu vậy? Trời ơi, hỏi câu thấy ghét luôn. Người ta qua thăm hỏi đâu vậy? Cái gì vậy? Qua thăm em. Không được đâu. Sao? Má em đi vắng rồi. Anh qua anh thăm mày lỡ tôi có bầu. Trời ơi, má tôi la tôi chết á. Trời ơi, anh nói gì kỳ vậy em? Anh qua thăm em tự nhiên em có bầu à, làm như anh thần như có bầu. Muốn thấy ghét à. Chứ qua làm chi vậy? Hôm qua đây anh báo em tin mừng. Mừng gì? Anh vừa tốt nghiệp cao đẳng tiểu học. Thiệt hả? Thiệt. Rồi anh sắp sửa lên Sài Gòn. Anh thi vô trường sư phạm. Trường sư phạm? Ừ. Trời đất ơi, bộ anh có chuyện buồn hả? Gì buồn? Chứ thi vô sư phạm làm gì, bộ tính ra làm ông sư cứ về trụ chị cái chùa làm mình hả? Như kỳ vậy? Trời ơi, em không biết gì nè. Trường sư phạm là người ta dạy ra rồi tốt nghiệp ra làm thầy giáo. Mày nói thiệt không? Thiệt. Vậy gác học nghe. À. Mai mốt về đó à. Làm thầy giáo. Cái cứ tôi, cái tôi làm cô giáo. Mặc dù tôi không biết chữ nào hết á. À. Em anh làm thầy giáo, tụi em sẽ làm cô giáo hoàng. Ừ, à. Cái nó vui, cái nó vui á. Ngồi chơi, ngồi chơi. Thôi cảm ơn em, anh đứng được rồi em. Sao sao vậy? Thôi nha, có dài bà ngoại anh la chết. Trời ơi, cái này kỹ thiệt á nghe. Nói em nghe nè. Anh lên trở lên học. Ừ. Em á nha, anh thấy á, có thằng tám tèo tám tế tí gì đó nó cứ vòng vòm bên ngoài em mà bị đặt nói chuyện nó là chết cho anh đó, nhớ nha. Không có mặt tôi mặt mồ mặt ghen đường ngô, nó ghen gì đó. Trời ơi, mặt ghen cái mỏ nhọn quắc đường ngô. Thôi em ơi, tụi chồng quê bên ngoài à. Thôi đừng có lo. Ừ. Em thề em chung thủy suốt đời mà. Còn anh hen à. Lên Sài Gòn hen. Ừ. Coi như học hành hen, đứa nào mà nó ăn hiếp anh đó nghe. À. Nói tôi quýnh như thép tuần tiếng nha. Thôi lên nha, tôi chép từ ông nội ra xuống bà nó tôi chém hết. Trời ơi, cái thủ Sài Gòn nó dữ lắm. Thôi em ơi, thôi đừng có đập bỏ. Thôi thôi thôi, thôi đập đập bạn gái khỏi cái sự dễ mà. Thôi được, được rồi, được rồi. Vậy mới được, vậy mới chị nó anh ơi. Không có đâu, anh lên trảnh có 2 năm mà. Rồi anh trở về với em. 2 năm nghe. Ờ. Trời ơi, đi gì cũng 2 cái Tết đó nghe. Ờ. Nói nghe. Gì? Đúng mới nghe nè. Vậy chứ, có nhớ hồi lúc mà thở ban đầu á, hai đứa bèn nhau á, khi gà ngồi dưới gốc cây sầu ghen không? Nhớ chứ sao không nhớ em. Cái lúc đó anh thề với tôi hen. Thôi nhắc nhớ nữa, anh thề á, nếu mà anh phản bội em á, thì trái sầu riêng sẽ trớt trúng đầu của anh, phải không? Đúng rồi á, công nhận á, đỡ ngu rồi á, nhớ câu lời thề á. Mà hen, bây giờ á, sắp xa nhau, tôi nhắc lại lời thề đó. Chứ đứng yên đây nha. Gì vậy? Tôi lấy cho một chút quà, tiễn anh lên đường. Thôi 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 thôi. Được rồi, đủ rồi, đủ em. Tình cảm. Để em lấy mà. Không 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 em, tình cảm là chính em thôi. Để em lấy mà. Anh nói nghe nè, anh biết hoàn cảnh gia đình của em cũng khó khăn lắm. Thôi đừng lấy tiền để bạc cho anh chi mất công em mà. Thôi thôi thôi, tội. Trời ơi, tôi đâu có ngu, tôi cho anh tiền. Tiền tôi để tôi mua cám cho heo ăn chứ. Đứng ở đây, tôi có quà khác. Chút, có quà đặc biệt. Gì vậy? Sầu riêng đông lạnh. Trời ơi, cái gì em? Anh đâu biết ăn sầu riêng đâu. Đâu có, sầu riêng đông lạnh. Lên Sài Gòn nha, xắt cái sầu riêng này nha, đừng ăn nha. Để nhớ em làm kỷ niệm mà. Trời ơi, em ơi, anh nói em nghe nè. Gì? Em muốn anh nhớ em á. Ừ. Thì em tặng cho anh cái lá sầu riêng được rồi. Để anh ép vô tập, mỗi lần anh học anh dở ra là anh nhớ em.
đưa anh nguyên trái sầu riêng xích, anh trở nặng gần chết à. Thôi cha, cha khô quá cha. Lá sầu riêng có nhiều nè. Còn đây nè, dày nghe, mang lên nghe, vô nhà trọ nghe, treo trên đầu giường nghe, đó, nhớ nghe. Trời ơi, em ở nhà em ghê không? Gì ghê? Ghê không, giả tâm không? Tự nhiên em ý anh muốn nói là em anh treo lên trái sầu riêng. Nếu mà anh phản bội em mà trái sầu riêng rớt trúng đầu anh phải không? Đúng, rớt trúng đầu hay là trúng mặt hay là trúng cái gì cũng được nếu phản bội. Trời ơi. Rồi, cầm. Cầm không? Cầm. Trời ơi, em á, coi như lấy trái sầu riêng này đi. Nhưng là sắp hai đứa mình sắp xa nhau. Xa nhau hả? Anh nhớ nha. Hứa cái gì á, xong rồi lên trở nên học xong xuôi rồi á, anh viết thơ về cho em ha. Trời ơi, cha này sắp làm thầy giáo mà ngu dễ sợ thôi. Cái gì? Ôi, đâu biết chữ đâu, biết đọc một cái thơ cho nổi. Trời ơi. Nghe nè. Gì? Vẽ hình đi. Hình sao? Giờ vẽ lấy tờ giấy bự vậy ha. Nếu anh vui á, vẽ mặt cười. Nè. Nếu anh buồn á, cũng lấy tờ giấy bự vậy, vẽ mặt buồn. Đó, là em biết anh vui anh buồn liền ha. Vậy rồi rủi anh vừa vui vừa buồn sao? Vừa vui mà vừa buồn hả? Ờ. Thì vẽ. Vậy chứ sầu riêng nghe. Vậy chứ sầu riêng là em biết anh vậy á. Nghe. Anh đi nha. Thôi anh đi nghe. Nhớ lời tôi dặn dò nghe. Nhớ. Nhìn trái sầu riêng đông lạnh lạnh nhớ tới em nha Diệu. Anh Hoàng. Anh đi nha Diệu. Giờ chia ly đã tới anh Hoàng. Anh đi nha Diệu. Dạ. Nhớ lời em dặn dò nghe. Nhớ. Nhớ. Diệu. Em biết rồi, mình tính đi học đi, em chờ anh mà. Không phải đâu Diệu. Biết rồi, đi học đi, tôi nói tôi chờ, tôi chuẩn thị mà. Diệu. Đừng có khóc, em khổ tâm lắm biết không. Đi đi rồi em chờ. Chiếc xe đạp anh mất rồi. Vậy chiếc đạp mất rồi vậy tôi không sao hả? Tổ cha là cái xe đạp tao, anh bắt mới tích mẹ mày luôn á. Nó thương cha mới thiên cứu được á. Tôi nói rồi mà, mất khô người ta còn thấy trộn, huống hồ chỉ là xe đạp, đắt đầu. Khổ rồi con ơi, khổ rồi con ơi. Ai là má khổ đó, con biết má, ai là má đâu, đâu có ai đâu. Không có hả? Là con mất hồ mà. Má vậy? Hồi nãy anh Hoàng mới qua đó, anh chia tay con lên Sài Gòn học rồi. Mày quên cái thằng nghèo đi giùm tao đi. Chắc anh nghèo thiệt rồi, có cái xe đạp mất mẹ nó rồi. Nó còn nghe. Dạ. Thằng Hai Niệm bây giờ nó nổi điên rồi. Sao vậy? Nó dứt khoát là đòi lấy mày. Tôi chết. Tối ngày nó ra ngoài cầu ao á. Dạ. Nó ngồi đi ca giọng cổ. Sao? Nó ca cái gì mà chim đá la, đậu nhánh đá la, chồng gần không lấy xanh lấy chồng xa. Trời đất ơi, bây giờ nó nói mày không lấy nó đốt nhà nó vô chùa nó tu. Con không chịu đâu, con chịu. Tao nói thiệt á, mày lấy nó mày sướng muốn chết đi. Bộ mày không nghe tao nói hả, tốt số bằng bố giàu ha. Mày không lấy nó mày lấy ai làng này nữa. Không có được. Bị con á với anh Hoàng á mất lời thề rồi. Ai mà phản bội á sầu riêng gót xuống đầu á, bể mặt bể đầu luôn á. Con muốn bể đầu. Thiệt á, mày bỏ thằng Hai Niệm uổng quá trời á. Tao thiệt tao mà còn trẻ tao dớt nó liền á. Má, ưng không, con Hoàng nói giùm ra, ưng không. Nó chịu mày với đâu, chịu tao đâu. Mày nói thiệt nha. Sao má? Cái thằng này nó đuôi. Sao vậy? Không biết nó mê mày cái chỗ nào nữa. Mày thẳng buộc từ trên xuống dưới vậy hà. Vậy chỉ có bo đì vậy con được như má cũng đỡ. Thôi không? Chẳng được như vậy, bây giờ đang làm mốt đó má. Má có chịu có nhà không? Chết cha, bà hội đồng qua má ơi. Chết rồi, chết rồi. Dạ chào bà hội đồng, dạ chào cô bác. Đây, 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 trời ơi, đây. Mày từ đi nhà, cái gì mà khoai lang, rồi bầu bí, thúi hết trơn rồi má. Uống cái kiểu này, sao sống? Trời đất ơi, ai nói nhà này nghèo má? Sao? Tủ lạnh kìa má. Tủ lạnh kìa má. Tủ lạnh kìa má. Đâu có điện đâu mà xài tủ lạnh má. Không có bị mang về chân đi chân từ buffet vậy ha. Trời ơi, cái nhà gì mà nhỏ xíu chật hẹp, hôi hám quá vậy, cái chuồng bò vậy. Hôi quá má ơi. Đúng rồi đó má ơi, con không nghe mùi hôi đâu đây á. Hôi, đúng rồi. Cô bà hôi, má hôi, bà hôi á. Hổn thì má hổn quá. Dám nói con vậy đó má. Nè, nói cho bà nghe. Dạ, mời bà hội đồng ngồi. Bà có nghe con nói không? Dạ. Giặt ở bên ngô á, không có bằng gì má. Bằng gì má? Bà cô bên chồng. Bà cô bên chồng. Biết không?
mốt bạn Diệu nhà bà mày về nhà tôi hả? Biết với tôi đó. Phổi sạch chưa? Sạch rồi con, ngồi đi con. Cái gì vậy? Bởi vì ăn cũng hoài à. Ba cái xoài chôm chôm nhãn nóng lắm. Đừng có ăn, ăn mà đuối tùm lum cả. Đừng có nghĩa không. Xuống coi nhẹ nha con. Nè cái bà kia. Dạ. Bữa nay tôi qua đây tôi hỏi bà nè. Dạ. Bà có chịu gả con Diệu cho con tôi không? Hay là bà để tôi cào cái nhà của bà ra? Cào nhà đi. Dạ cái chuyện hôn nhân á, để tôi hỏi ý con tôi coi sao bà. Với tôi nghe con bà hơi cà tửng. Bà nói gì? Dạ? Nói gì? Tôi nghe nói thằng con bà hơi cà tửng. Người nào? Người nào nói với bà con tôi cà tửng bà chỉ đi. Tôi bẻ răng á, tôi xé miệng nó ra. Ba không có biết hả? Một đồng trăm, trăm đồng ngàn. Đồ tầng bảy tầng bà thấy tôi giàu đó. Ganh ghét tôi. Đúng rồi. Tôi hỏi bà, trời nắng chang chang gì thì nóng nực. Nóng nực thì nó phải cởi đồ ra, nó chạy vòng vòng, nó chơi chút rồi nó về. Nó tửng sao nó biết về nhà? Đúng rồi. Còn bà nữa. Con cái của mình làm cha mẹ, đặt đâu thì nằm đó. Tại sao phải hỏi ý kiến nó đi làm gì? Nè nè nè, anh hai của tôi á, thấy bà nghèo, tội nghiệp, nên mới lấy con gái bà để trừ nợ, biết không? Chứ mà con gái của bà hả? Ai thèm lấy? Phải rồi. Bây giờ con tôi nè, đẹp như vậy nè, mà còn é, còn kén nữa không con? Đúng rồi, đẹp vậy rồi mà kén chứ sao? Đúng rồi con. Mày lấy thai nè. Dạ. Bữa nay đó tôi đổi đường xuống đây để nói chuyện trăm năm của con tôi. Lần này là lần chót, tôi không có nói đi nói lại nữa. Nội nhật ngày mai đó mà con Diệu đó không dọn qua nhà tôi ở luôn đó, thì ngày mai tôi cho người tới đấy tịch thu căn nhà này. Ừ. Để làm chuồng heo. Ê ê ê má, cái nhà nhỏ xíu vậy mà sao làm chuồng heo được má? Chuồng gì con? Chuồng bò. Chuồng bò nghe chưa? Nghe con gái tôi quá bội đồng ơi. Nó còn nhỏ xíu à. Nó ngây thơ, nó hiền lành, nó đâu có biết cái gì đâu. Bà bắt nó về bển á, nó đâu có làm gì được đâu à. Với lại bà nó chết mới có 1 tháng à. Tôi xin bà cho nó 2 tháng nữa đi, là 3 tháng á nó mãn tan xong nó mới đi lấy chồng. Ông ơi, ông sống khôn thác thiên, ông về ông phù hộ cho con gái của ông á nghe. Nó đừng rớt vô cái gia đình cần chứng nghe không. Nè bà kia. Dạ. Tôi không muốn nói đi nói lại nữa. Bây giờ tôi về đây. Ngày mai đó mà tôi không thấy con Diệu qua bển á, thì tôi sẽ cho người qua đây hả, dọn cái bàn thờ chồng bà, lấy căn nhà để làm chuồng. Chuồng gì con? Chuồng bò à? Chuồng bò, nghe chưa? Nghe chưa? Thôi về con. Về. Về để nóng con. Nóng quá. Đi con. Trời ơi, tôi đâu có ngờ tôi ăn ở con đứt lắm mà. Một năm tôi ăn chay tới 2 lần lần. Sao ông có thương tôi vậy? Mà con nghe hết lời má dặn rồi. Chuyến này con phải hy sinh đời con thôi. Má gặp anh Hoàng á, má nhắn lại gần con vì chữ hiếu, con phải bán mình chuột cha giống như tiếng Kiều ngày xưa nghe má. Con à. Dạ. Tiếng Kiều hồi xưa đẹp lắm, đâu có những mày đâu. Nhưng mà con hy sinh như vậy là đặng chữ hiếu lắm rồi. Dạ. Thôi con đừng có khóc nữa, má đang thúi ruột đây nè. Con à, trước khi con đi về nhà chồng đó. Dạ. Con nghe má dặn nè. Dạ. Nhà người ta giàu có lắm mày con. Dạ. Con qua bển. Cô cho ông được gì giấu kỹ nha con. Món đem về cho má nghe con. Má. Con nghe lời má căn dặn. Trước khi về nhà chồng, con cảm động quá
má ơi, má cũng vậy. Má ơi, ơi nhà bà hội đồng giàu, mỗi lần má lên thăm con á, má nhớ nghe má. Nhớ gì con? Con quăng gì má chụp liền, quăng gì má chụp liền thôi bể nha má. Nghề của má con đừng có lo. Mà con à, má ác lắm á nghe con. Bà dữ lắm á nghe con. Mấy người công nhân á bị bà đánh từ sáng cho tới tối vậy đó nghe con. Cái con quỷ ba đó cũng vậy nữa. Trời ơi, hồi nhỏ nó dễ thương lắm mà càng ngày nó càng ế chồng, nó càng thấy ghét vậy đó. Trời ơi, em sợ. Qua bệnh con thận trọng nha em con. Trời ơi má ơi, con biết rồi má. Dù con bị đánh đập cỡ nào con cũng cam lòng trả hiếu cho ba má. Má chờ một chút nè má. Gì con? Chắc phải thủ này theo quá má. Con đem đồ nghề theo đi con. Dạ. Để mình thủ á. Dạ. Đừng có để tao hiếp mình nha ông con. Má con, con đi lấy chồng rồi đó. Má nhà sáng tập thể dục cho nó ốm bớt nghe. Còn anh Hoàng, cứ ráng chờ em nghe. Em về em lấy thằng Hai Niệm. Nghe con hết. Em về em lấy anh nha anh. Thôi con đi nha má. Con à, dù gì nữa trước khi đi lại ba con cái rồi đi. Thôi con chết, con quên, con quên. Dạ anh vô lại lại bạn thợ đi con. Dạ dạ. Ba ơi là ba. Con lại ba, con đi lấy chồng nha ba. Ba bảo lại tôi nè. Trời ơi, một đôi này bạn ba. À, đúng rồi, cái này bạn thân của ba con á. Ông này hay ông còn sung á, chứ biết nào tới nhận. Đây là ba con này con, lộn lộn. Ba là lại ba. Đi con, lại đi con. Vậy mới là ba nè. Vậy mới lại ba nè ba. Ôi ba ơi, chứ lại ba. Con đi lấy chồng. Ba đừng tận 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 tận. Gọi cho em gì hết, nhớ anh thấy mồ luôn vậy đó. Anh hứa anh dẫn người ta đi chơi mà sao không chịu dẫn, ghét ghê vậy đó. Con, bộ con có bồ rồi hả? Đâu có, tưởng tượng thôi má. Làm ta mừng hụt. À, má. Gì? Chị Hai Diệu á, bữa giờ anh hiếp con quá trời à. Má không minh giật con gì hết trơn á. Trời ơi, mày đổi tông lẹ quá, tao theo đâu kịp mày. Rồi con Diệu đâu? Nó ngủ ghê thức mà mày cái họng mày bài hải nó ra, nó giặt cái mỏ mày bây giờ đó. Nó nói với mày rồi, bao nhiêu lần rồi nhịn nhục đi. Tao tưởng đó là tao giữ là top of the line rồi. Nó còn dữ hơn má nữa. Cái thân tao đang lo chưa có nổi, làm sao mà tao binh mày được. Đuổi gì nói má đó. Đuổi ba đi đi. Mày ngon mày vô mày đuổi nó đi đi. Con đuổi nó đi á. Ngon mày vô đi. Ừ, đi đi. Mày nghe không? Nó chửi tới tao kìa, tao còn nhịn. Bà nội Thảo là ai là tao đó. Mày nghe không? Nó chửi tao đó. Má à, bà ở trong cái nhà mà xui xẻo quá à. Má nhớ lại coi, về ở với anh Hai con được có mấy tháng cái anh Hai con chết à. Mà anh Hai con chết xong bà mới có chữa đó. Còn nghiêng có chữa với ai rồi nha má. Chửi với ai? Chửi với ma đó, anh Hai con hủy về đó. Tôi nói tầm bi tầm bạ ma với quỷ đâu làm tao nổi da gà hết trơn. Trời nè, thiệt đó má ơi, anh Hai con chết thảm quá à. Có đời thuở nào mà thấy ai chết thảm như anh Hai con không? Tự nhiên cái đang ăn à, cái cười ha 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 một cái cởi hết trơn quần áo ra, cái lăn đùng ra chết à, mà thấy thảm không? Chết vậy có gì thảm? Chết á, mà không có mặc quần áo là thảm chứ còn gì nữa má. Mày nói ra cái tao mới nhớ à. Ông già mày cũng vậy đó. Ông đang đi tắm cái ông nhảy mũi cái ông té xuống cái đùi, cái má chạy vô cái ông chết ngắt rồi. Vậy là coi chừng đó nha, cái nhà mình là có huôn rồi đó con. Con nói má rồi mà, bả đó hả, xui thấy mồ đi, má không chịu đều tuổi nó đi. 5 năm rồi bả ở trong cái nhà này nè, cái nhà này càng ngày càng mát ha. Con à, đây nè, mày dọn nè, ông tổ nhà mình để lại rồi nè, đại phú á
là do chôm, tiểu phú á là do cần, cần kiểu này đó là xe mình đã cao đó con. Mà tao thì già rồi, người ta chỉ có cần kiệm được thôi. Còn chôm là phải tuổi trẻ như mày chôm. Mày không chịu chôm mày ngồi đó thì mày nói nhà không đi xuống sao được. Nhưng mà bà hai đó, bà đem cái xui tới cho nhà mình mà không biết gì hết trơn à. Bắt đuổi bà đi đi. Đuổi nó đó thì cũng được rồi. Nhưng mà bây giờ đuổi nó đi cái nó đem mình thảo theo. Rồi má thì má muốn giữ thằng cháu nội để cho anh hai này có người nói dòng mày ơi. Ôi sao anh hai con đâu có cần ai nói dòng nữa, má cái dòng cả chớn mà nói làm cái gì. Má nhớ không, hôm bữa má kêu ông thầy Phong Thủy về nhà đó, cái ông nói cái nhà mình ha, nhà đối diện nhà mình á có nguyên cây nhọn đâm qua, mà con đâu có sợ cây nhọn gì đâm đâu, má thấy không? Mày mà sợ gì? Cái ông kêu con leo lên treo tấm kiếm ở nhà mình để mà cây nhọn phản chiếu lại nhà bên kia. Cái nhà bên kia thấy mình có cây nhọn, thấy mình có cái tấm kiếm cũng treo tấm kiếm lên để cho hai cây nhọn đâm qua đâm lợi đâm lợi đâm qua một hồi cái hai nhà mã trường. Cái này nhớ đâu nói đó, tao già rồi đầu óc nó hay quên trước quên sau lắm. Lát hồi đó có cái công thầy giáo mới đổi về đây nghe con, ông tới ông dạy thêm tiếng Tây cho thằng Thảo đó. Mày nhớ rồi nha, tiếp đãi người ta cho đàng hoàng tử tế chứ đừng có mà nắng mưa giống như mấy bữa nay đó nha. Dầu gì nhà mình cũng là nhà có tai có tiếng nghe không con? Con biết rồi, con nhớ rồi. Nhưng mà má tính chị hai làm sao tính đi, chứ mà có bà ở đây hả, con bỏ đi cho má coi. Thôi được rồi, mày muốn tao đuổi nó đi thì tao cũng làm cho mày vừa lòng mày đi. Diệu à, Diệu hả? Má cao gì má, không sợ ba ra ba đánh má ba chửi còn sao? Con nước quá thì mày làm tao khóc quá tao cũng quên. Diệu ơi Diệu con ơi. Vụ gì vậy má? Con ngồi đi con, ngồi chỗ nào? Anh ngồi đây rồi. Ngồi đây con, ngồi. Mệt chết vậy đó hả? Ồn ào quá, nó nhỏ nhỏ thôi, cho thằng Thảo con nó ngủ. Chị hai. Gì? Làm gì hôm nay mà diện dữ vậy? Hát karaoke. Sao ngày nào cũng đi hát karaoke hết trơn vậy con? Gì á? Má nói gì kỳ vậy? Bởi vậy miệng đời người ta nói mẹ chồng nàng dâu là quá đúng rồi à. Nói thêm với con không à, ai nói với má là ngày nào cũng hát karaoke. Hôm nay có hát karaoke nhưng ngày mai có đánh tứ sắc, biết chưa? Trời ơi, nó mệt ghê. Chạy chút xíu nha, có phone. Uầy, nị ạ, xa xí ná nị chẳng ạ, nị ạ. Sức mấy nhẹ. Chưa có, mũ à. Hoàng tánh niệm, thảo hảo à, chợ à. Tối nay không ăn cơm tối đâu bà nha. Ủa, sao tối nào cũng đi hết trơn vậy con? Trời đất ơi, má không biết gì hết trơn. Con phải đi làm ca ba đêm, biết không? Con phải đi làm ca đêm con mới nuôi cái nhà này được chứ. Má tưởng làm ca đêm dễ lắm hả? Phải có nhan sắc mới làm được. Cỡ má mà xin làm ca đêm coi. Mụ à. Ba, đứng dậy, ra ngoài vườn, hái dừa xiêm, rót cái ly nước, đưa tao uống cho nó mát. Rồi ra giếng, múc nước lên, lóng phèn, lát đi làm mệt về tao tắm, biết không? Sao chị cứ sai ngoài vậy? Chị làm dâu chứ bộ em làm dâu sao? Cô ba, cô đang tươi, cô muốn héo không? Con, để tao nói con nghe vậy, thấm thoát vậy đó. Mà con về làm dâu má cũng được 5 năm rồi ha. Má thấy anh chồng con chết là 4 năm rồi, coi như tan thì cũng mãn. Còn cái nợ mà ba con thiếu má thì coi như mà cũng xù ha con ha. Thôi thì má cho con về ở với má của con để đi thêm bước nữa ha con ha. Trời ơi, con thấy má chăm sóc con cảm động quá má ơi. Bởi vì cho nên ngu gì cũng về bển ở đây. Má. Xin lỗi. Nhưng mà em nói chị hai nghe, chị hai cũng phải nghĩ tới tương lai của chị hai chứ. Lấy chồng đi, vui thấy mồ luôn á. Năm nay chị mới có ngoài 20 chứ nhiêu. Gì vậy cô ba? Cô ba tính lại đi.
Tôi mà ngoài 20 chắc cô ba mới có 8 tuổi quá à. Đây gần 40 cô ba ngoài 30 rồi nghe. Không có đâu con à. Con dồn coi còn trẻ măng à. Gái một con á, trong mòn con mắt à. Con ra ngoài thiếu gì người. Thiệt con má. Ê, thiệt. Trời đất ơi, má biết làm sao không? Má làm con nhớ là chuyện xưa quá à. Con nhớ cái hồi con còn trẻ đó, nhan sắc mặn mò vậy đó. Rồi hàng ngày lượt lượt hắc công tử, bạch công tử, xanh công tử, đỏ công tử tới mời con đi nhảy đầm. Mà con từ chối hết trơn vậy đó hà. Rồi tự nhiên má nhào vô nhà con, má ép con lấy con của má. Rồi bây giờ coi nè, nhan sắc con phai tàn vậy má đuổi con sao má. Ủa mà nhan sắc hồi xưa cũng vậy thôi chứ có gì đâu mà phai tàn. Trời. Nhưng mà chị Hai à, em nói cho chị Hai nghe, chị Hai về ở với bác gái đi. Sao vậy? Em nghe nói dạo này á, bác gái yếu lắm rồi. Ờ yếu lắm đó con. Chân cẳng gì đi không có được nữa. Đi không có được nữa rồi. Răng cỏ rụng hết ráo rồi. Thiệt không? Ừ. Thiệt. Mà nó hả, ăn uống thì không được nè. Đi đứng thì bất tiện nè. Yếu lắm. Ờ đúng con. Bệnh hoạn lắm rồi. Về báo hiếu đi đó con. Ở với bác gái mà lo cho bác gái đi chị đúng Hai rồi à. Đó con. Thiệt vậy hả? Ừ. Nghe đi mày. Xe lôi mày đã đòi tiền tiếp hả mày? Bánh xe mày gãy á là tại xe mày mục. Đố thừa tao mặt hả mày? Đố thừa hả? Kêu đại ca à mày. Mày tao quen với đại ca nha mày. Má, chuyện gì vậy? Má để con xử cho chuyện gì vậy? Má xử rồi, khỏi cần tới con. Xử rồi. Cái gì? Cái đồ này con chôn của bà hội đồng cho má mặc lên đây kỳ quá. Chôn mày làm gì má? Má bận chứ mặc bà phải làm gì? Nè học xoàn nè. Thấy chưa? Học xoàn, thấy chưa? Cái diện của bà hết trơn, thấy chưa? Ôi, dám làm gì má không? Đồ chôn rồi để giấu vô đắng lên mũi của bà. Bộ con thấy người ta dạy con ha. Đại phú vợ chôn kìa. Thì biết rồi. Nhưng mà má, vậy? Con nghe đồn má bệnh dữ lắm phải không? Trời đất ơi, ai đồn tầm bậy bạ vậy? Tại má ham ăn quá, má trúng thực chứ có bệnh hoạn gì đâu con. Trời ơi, tao nói cái tật ham ăn tới già má chưa bỏ được sao má? Ôi con thấy má mập mạp thì con biết rồi, má còn hỏi con còn hỏi má làm chi vậy? Má có muốn ăn cái gì không? Thôi má đã ép không ăn gì đâu, má khát nước quá à. Cho má một ly soda sữa hột gà đi con. Ba, một soda táo hột gà lẹ lên. Má khỏe không má? Thì má khỏe quá đi chứ. Dạ. Dạ. Ủa? Chị Xui. Dạ. Chị Xui mới lên. Chị Xui dạ mời chị Xui ngồi. Dạ. Chào bà hội đồng. Dạ. Sao bà hội đồng khỏe không bà hội đồng? Dạ khỏe, cảm ơn chị Xui. Rồi cô ba đó lúc này có chồng chưa vậy bà hội đồng? Dạ. Dạ chưa. Thì phải rồi. Cha mẹ ăn ở ác đức quá mà con nó ế chồng tới già. Phải không chị Xui? Quá. Dạ. Tại nhỏ nhà tôi nó kén quá chứ có ế ẩm gì đâu à. Mà bữa nay chị Xui lên thiệt là đúng lúc vậy đó à. Để tôi xin thưa với chị Xui một chuyện. Cứ thưa đi chị. Dạ. Con Diệu đó thì nó về làm dâu nhà tôi cũng được 5 năm rồi. Món nợ cũ thì thôi kể như xù đi. Chồng nó chết thì nó cũng đã mãn tan rồi. Tôi tính bàn với chị cho nó về ở với chị để muốn lấy chồng nữa thì cũng dễ. Phải không chị Xui? Dạ. Ủa? Vậy là chị đuổi con gái tôi đó hả chị? Đừng lo con. Đâu có được chị. Hồi đó hả, con gái tôi đâu có thèm con chị đâu. Tại chị ép nó quá mà. Ép chết. Chị qua nhà ta, chị chửi mắng người ta, chị ép người ta phải về nhà chị. Rồi cái mới honeymoon xong à, cái thằng con chị nó không chịu thở nữa. Rồi từ đó con gái tôi trở thành quá phụ 20. Ai biết cho nó đây. Rồi bây giờ chị đuổi nó hả? Đâu có được chị. Chị phải nuôi nó suốt đời à. Đúng không? Không phải đâu chị Xui. Tại tôi thấy chị cũng già yếu rồi, sức khỏe cũng không có nhiều lắm. Tính để cho nó về ở gần bên chị để nó chăm sóc chị vậy đó mà. Tôi đâu có ở mình. Tôi dạ. Có kép rồi chị à. Má, kép mới rồi hả má? Kép mới con ơi, ổng có nghề nghiệp đàng hoàng, phải cà trớn như người ta đâu con. Nghề này gặp ngon rồi phải không? Dạ. Nghề gì vậy? Tiếng heo con. Họ mê cái tiếng sáo của ổng á, cho nên tao mới chịu ổng. Nhắc tới ổng tao mới nhớ. Ổng nói tới nhà anh Diệu kêu cho anh liền để anh nhớ cưng nè. Trời ơi. Để kêu ổng chút cho coi. Tình dữ vậy không biết nè. Alo. Anh hả? Ồ em tới nhà anh Diệu rồi đó. Ồ anh nhớ em hả? Ồ anh đang làm gì vậy? Anh đang thiến hả? Ồ
ok, thiến xong kêu em nha. Ok, bye. Trời, tôi thấy má có tình yêu, má vui, con mừng quá. Thảo đâu con? Ờ, đi, 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 con vô. Ờ, lúc này nó sao con? Ờ, dễ thương luôn con. Dễ thương lắm đây nè. Vậy hả? Thôi nghe. Nó ngủ mà con, thấy chưa, giờ nó chưa. Ôi, gia đình mình thân quá trời con ha. Cái thằng Thảo nó không giống bên nội nó chút xíu nào. Thôi, má nghe, nghe, cháu ngoại má là chắc chắn rồi đó. Còn cháu nội của bà kia thì con không có chắc chắn. Vậy xui, vậy xui. À, vậy thì để tôi cho Diệu mang Thảo về bển ở gần chị, để cho chị chăm sóc nó, khỏi mất công chị đổ đường đi xa cho nó cực. Nói thiệt với chị xui, tôi là quá đơn chiếc. Dạ. Ấy thôi, để tụi tôi dọn lên ở chung với chị luôn cho vui hết chị xui đó. Diệu à, đúng rồi đó má. Má dọn quần áo xuống cho tí mở nghe, để cho má con vô phòng của má. Dọn phòng đi con, dọn phòng cho má. Quần áo để tôi xe với má. Vô đây nè, cái phòng này rộng nhất này đó. Mày biết sao, bụi quá trời trời, đeo vô cho nó có vệ sinh. Làm cứng ngắc vậy. Ê, dạ, xin lỗi, đây có phải là nhà của bà hội đồng không vậy cô? Dạ, dạ phải. Dạ, ông đây là... À, tôi xin tự giới thiệu với cô, tôi là thầy giáo Hoàng. Ủa, ông là thầy giáo Hoàng đó hả? Dạ. Người mà nói tôi nói là tới đây để dạy cái tiếng tiếng gì, tiếng Tây cho thằng Thảo đó. Oui, 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 oui. Ồ, là la, dạ mời thầy ngồi, dạ mời thầy ngồi. Merci beaucoup. Mời thầy uống nước nha. À không, 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 uống nước lạ, tôi bị đau bụng. Tôi có nước riêng của tôi. Uống, uống cơm. Dạ không. Thầy. Hả? Thầy có vợ chưa mà thầy đẹp trai quá vậy thầy? Ok, tôi nghèo vậy ai lấy cô? Ủa, vậy chứ em đâu có nghèo đâu, mà cũng không ai thèm lấy hết thầy. Thầy có cha mẹ không thầy? Hả? Cha mẹ thầy chết hết rồi phải không thầy? Vậy? Em nghe nói thầy mới đổi về đây đó, mà không có bà con thân thuộc gì hết trơn á. Không mấy thầy dọn quần áo tới đây ở luôn với thầy. Vậy? Nhà em á, nhà cửa rộng rãi quá mà không có đàn ông. Ruộng giường á thì cò bay thẳng cắn à, mà không có ai coi hết trơn á. Thầy về đây ở luôn đi rồi. Về đây ở luôn hả? Dạ. À, ruộng giường cò bay thẳng cắn. Dạ. Dạ không có đàn ông. Dạ không có. Trời đất ơi. Sao? Sao mà thầy nhìn em làm em sợ quá à? À, cô sợ hả? Dạ. Tôi còn sợ hơn cô nữa đó. Thầy sợ gì thầy? Tôi sợ. Tôi sợ chị không thấu. Ê, nhưng mà cô... Dạ cô ba. Em là thứ ba. Em tên là Tươi đó. Nên ai cũng gọi em là cô ba Tươi. Tại vì em cười hoài hả thầy? Em hay cười hoài hả? Dạ. Là Tươi. Dạ. Ý, con vui. Tươi thiệt là đẹp mà nha. À, má, không phải, bà hội đồng á, đúng là có một người con gái quá dễ thương như Tư đây. À, Tư nè, bà hội đồng có nhà không vậy? Má em mất rồi. Cái gì? Má em đi mất rồi. Trời, nhưng mà hồn à. Có chuyện gì đó, thầy cứ nói với Tư được rồi. Sao? Tại vì trong nhà này đó, từ trên xuống dưới là Tư giải quyết hết đó. Trời đất ơi, Tư giải quyết từ trên xuống dưới hết hả? Dạ. Cái từ giờ sau anh có thể giải quyết từ dưới lên trên luôn nha. Dạ. Đúng là bà hội đồng của một người con gái quá dễ thương nè. Trời đất ơi, dễ thương vậy mà sao chưa có ai lấy vậy? Dạ, tại vì em đợi thầy đó thầy. Trời ơi, Tư đợi thầy đó hả? Dạ. Chắc là trời cũng xui khiến cho thầy đợi Tư đó. Đó nghe nè, đợi Tư nè. Thầy Tư. Hả? Tiếng của ai vọng về như từ âm phủ? Ơi! Anh Hoàng ơi! Sầu riêng đông lắm!
đông lạnh của em đâu. Trời, dịu đấy sao? Ngâm vui nhìn nhau, ngắm người nhìn nhau, ngắm người nhìn nhau. Diệu, dù cho trăm đắng ngàn cay, anh vẫn thề nguyện trong mối tình này gặp nhiều ngang trái. Trời đất ơi, sao mà hát cái lương vậy? Học đường Tây mà hát cái lương vậy cha? Ý lộn. Ủa, hai người quen nhau hả? Tươi, em đừng sợ héo tươi, để anh giải quyết. Anh Hoàng. Diệu, 5 năm rồi không gặp từ khi em lấy chồng. Diệu ơi, em còn nhớ không? Mình đã ngồi nhau dưới cây sầu riêng thề non hẹn biển. Em thề là không lấy thằng hai niệm, mà tại sao giờ này em lấy thằng hai niệm? Anh Hoàng, anh bình tĩnh đi. Anh bình tĩnh đi, anh đừng có múa quá. Em tính anh cùng á. Anh Hoàng à, chứ em gì? Báo cho anh tin mừng nghe. Tin gì? Em lấy chồng được có 1 tuần rưỡi à. Thằng chồng em nó thẳng cẳng nó chết rồi. Chết rồi. Bây giờ em free anh ơi. Em theo anh nha, xây dựng hạnh phúc gia đình nghe anh nghe. Nè nè nè, rồi con chị để cho má tôi nuôi sao vậy? Trời ơi Diệu, em có con rồi sao? Lại mày dữ vậy cha. Trời ơi, có chồng thì phải đẻ con chứ. Nhưng mà đứng không sao. Có 1 thằng à, nó con trai lớn lên đứng theo vợ đó nè. Em đâu cần thiết đâu. Anh Diệu của anh nên Hoàng Giáo Hoàng Diệu. Đi mình đi xem. Mọi chuyện đã lỡ rồi. Đúng rồi đã lỡ rồi phải không Diệu? Cho lỡ luôn anh ha. Cho lỡ luôn. Mình đi anh. Đi vĩnh biệt em đi. Tươi đi. Trời ơi, thật là mắt mất công. Sắp theo người 5 6 năm nay, nặng thấy mẹ luôn à. Diệu, anh gửi trả lại em, coi như là xóa bỏ lời thề cho Diệu. Em thông cảm cho anh, vĩnh biệt em. Anh Hoàng ơi, sầu riêng đã tét. Cho tét luôn. Trời, thằng mới. Chuyện gì vậy hả? Trời ơi, Diệu. Diệu Hoàng, Diệu ơi, anh thay đổi rồi phải không anh? Anh về Diệu, với em phải không? Diệu ơi, anh đau buồn quá Diệu. Gì vậy? Anh về với em phải không? Chị Hồng Đa mất nữa rồi. Bói về toán ế thiêu ế chảy. Chả có ma nào vào nó coi mình coi cho mình thử thế nào. Còn bao nhiêu phần hụi chết chả có tiền mà đóng. Mấy tuần nay toàn mì gói không. Quá. Lại còn... Ôi giời ơi. Chào Cúc. Ôi trời ơi, hên thế nhỉ. Bonjour mon cher. Hả? Excuse moi, bonjour madame. Tại vậy mà kêu mon cher? Tại vì cơ thể nó vững chắc, nó tưởng là đàn ông. Mời vào. Dạ. Mời vào. À này nhá, trời ơi cô Út coi như là thanh toán tất cả mọi việc này nhá. Nào tình duyên, gia đạo, sự nghiệp, công danh, số đề, football, food stamp, tất cả. Cô cho mượn mấy đồng lẻ đi ra một chút xíu cô. Cái gì vậy, sáng sớm mà mượn tiền lẻ là sao? Không phải, gửi xe tặng vô cô boy. Ơi giời ơi, thế mà không nói. Cái gì chứ, lẻ là Út nhiều lắm. Đây, Út cái qua đờ đấy. Đây. Cảm ơn cô Út nghe. Vâng. Ôi giời ơi, bà đỏ rồi đấy, tướng cái con mụ này cơ bộ có tiền đấy. Ai, con lạy bà ở trên ngàn, thương con đệ tử trần gian bà về. Xá lầm, xá lú, xá mê, con mà trúng mánh thì con thề con ăn chay. Hello. À, búc coi bói đấy à. Trời đã, mời ngồi. Trời đất ơi, khổ quá. Cái sổ tôi bút kín là 6 tháng rồi, không có thì giờ đâu. Hả? Vâng, tôi biết ông là bạn của bác sĩ Dũng đỡ đẻ. Vâng, thì bác sĩ Dũng là đỡ đẻ cho em đấy. Không, hồi sanh con đầu lòng thì em làm gì đã có chồng. Chờ em tí nhá. À thôi được rồi, em có một người khách là mới cancel đây. Em nhét bác sĩ vào chỗ này nhá. À thôi được rồi, vâng, cảm ơn nhiều. Còn cái ông dược sĩ phải để tháng sau mới được cơ. Cảm ơn, bận lắm, vâng. Cô đắt khách quá cô Út ha. Mà Đàm biết không, trời ơi bận vô cùng lắm. À sao bây giờ mà Đàm hôm nay vô làm cái gì đây? Dạ cô Út. Mà Đàm đừng có nói nha. Mà Đàm để tôi nói, tôi mà đoán sai, tôi bỏ nghề ngay. Dạ. Nhá. Cô Út cho mượn cái phone chút xíu. Mà Đàm là cái họ gì mà cứ mượn suốt đây, phone. Ê, thôi.
sao không kêu vậy cô? Ở hai phone con nít nó chơi làm sao mà kêu được hả? Trời ơi, không không dạ. Nó, cái phone này là phone đặc biệt. Đây này vừa mới nó cong téo lên rồi đây này. Đời mới hả cô? Người ta gọi vào được, mình gọi đi không được. Lạ cô ha. Digital đó thế dạ. À, thôi sao bỏ nhá. Dạ. Thôi bây giờ chúng ta vào việc nhá. Dạ. À, bây giờ này, dạ, tôi mà đoán sai đó, tôi dạ, bỏ nghề ngay nhá. Dạ. Hôm nay có phải là madam đến đây coi về chuyện tình duyên không? Tình duyên tôi tốt đẹp lắm, vừa có chồng mà vừa có kép nữa. Ơi, thế không phải là chắc là coi về gia đạo rồi. À, không, gia đạo tôi trên thượng dưới hòa. Thế chắc chắn là lại coi về sự nghiệp chứ gì? Ôi, tôi có 2-3 tiệm nail, làm gì có cần tiền, không cần tiền. Đến với thầy bói mà cứ vui vẻ, với lại nhiều tiền thì đến làm cái con mẹ gì không biết là khổ ghê. Không dám gì, nhờ cô Út coi giùm gia đạo. À quên, công danh. Tôi cần công danh. Trời ơi, tôi muốn được nổi tiếng. Tôi muốn người ta, khi mà tôi ra đường người ta phải nhìn tôi, người ta ồ lên. Mỗi lần thấy tôi, người ta lái xe, người ta vòng quẹo ở đây, đụng xe râm 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 tôi mới chịu. Cái đấy thì nó dễ quá. Dạ. Yeah. Hôm nào mà đàm ra đường đấy, quên mặc quần áo là người ta nhìn ngay. Ủa mấy trời chứ. Em không mặc quần áo vui lắm. Thôi đấy, yeah, nói chơi thôi, bây giờ chúng ta vô vấn đề, yeah, nha. Cho nó đâu ra đấy, yeah, nha, yeah. Thật sự tôi đấy là tôi làm nghề cứu đời, yeah. Không bao giờ có cái gì, có như là cái gì chuyện tiền bạc là không bao giờ, yeah, có tôi, yeah. Lúc, yeah, nào cũng cái bảng con này đấy, cứu nhân độ thế, yeah. Nhưng mà cái bảng này nó không quan trọng bằng cái bảng này, yeah. Biết rồi. Cứng nhiều phước nhiều hả? Cái gì? Cứng cúng nhiều phước nhiều hả? Cúng. Chữ cúng cái gì kỳ vậy? Chữ Hán nó viết nó vuông vuông như thế, đừng có đọc bậy bạ. Ồ dạ. Đấy. Dạ. No problem. Đấy. Cái gì đấy? Cái bóp. Cái bóp để đấy à? Tiền. Hèn chi lúc nãy, yeah, ma đàm vào em thấy hào quang sáng tỏa ngay đấy đấy. Dạ. Yeah. Chị vậy? Bây giờ cho em gửi tiền cúc ha. Đấy. Tôi, dạ, giận bây giờ đấy. Tôi bảo tôi làm nghề cứu đời. Tôi không có dám. Dạ, đây Lộc Thành, dạ, tổ nghiệp, dạ, con Lộc Thành của con, dạ, dạ, tổ, dạ, rồi thôi, dạ, con hưởng tí lộc thừa, dạ, thôi. Đấy, dạ, giờ bắt đầu nha. Bây giờ cho tôi coi cái tay nhá. Nam tả nữ hiếu, hiếu hiếu. Dạ, dạ, đây, 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 dạ. Sao thế này? Dạ, sao cô? Ở đầu bên dưới cô. Trời đất ơi. Dạ. Mà đàm nghe tôi nói nhá. Sao cô? Thế giới này chỉ có 3 người có bàn tay đặc biệt như thế này. Ai vậy cô? Người thứ nhất á, yeah, là Từ Hy Thái Hậu. Từ... Có biết Từ Hy Thái Hậu là ai không? Không. Là Phan Nghiên Tử đóng trong phim Bộ Hồng Kông đây. À, Phan Nghiên Tử, tôi biết. Dạ. Yeah. Người thứ nhì đấy, dạ, yeah, là Nam Phương Hoàng Hậu. Có biết Nam Phương Hoàng Hậu là ai không? Cái bà này xử chứ không biết gì cả. Nam Phương Hoàng Hậu là vợ Tưởng Giới Thạch. Ồ, oh, nhớ rồi, không phải Tưởng Giới Thạch mà là Nam Phương Hoàng Hậu, vợ của Vua Bảo Đại. À, thì cứ nói chung là vợ của các ông to, dạ, cả nào cũng được, dạ, vợ ai cũng được. À, còn người thứ ba là bà Ngô Đình Nhu. Tôi nghe quen vậy. Trời ơi, bà Ngô Đình Nhu là vợ ông Ngô Đình Nhu đây. Oh, dạ. Ừ. Oh. Còn cái bàn tay thứ tư biết là ai không? Ai cô? Ai? Chính là bàn tay của madam. Trời ơi, Trey biết. Trời ơi, cô hát lên nó quá trời là hay luôn. Ừ. Không thể tưởng tượng được. Ôi xem. Dạ. Cứ mỗi lần mà được ma đàm thêm, dạ, dạ đây. Mỗi lần ma đàm vỗ mông đời em nó cứ sáng chói. Dạ, dạ, dạ. Cũng tổ, dạ, dạ, cũng tổ. Cảm ơn nhá. Dạ. À, trời ơi, duyên dáng quá, xinh đẹp, dạ, quá. Dạ, bởi vậy em đẹp phải không cô? Răng đều lắm. Em sang trọng hả cô? Ừ. Trời ơi, vậy mà thằng chồng em mỗi lần em nó gặp em là nói đồ đàn bà nhà quê. Tại sao thế? Nó nói em đồ vô duyên. Ừ. Nó nói em đồ đàn bà ăn to nó lớn. Ừ. Cọc cằn thô lỗ. Hỏi cô, em không cần thua lỗ bao giờ đâu. Trời ơi, nói gì mà la nó lớn. Nhẹ nhàng lắm. Trời, trong lúc thằng kép em á hả. Mỗi lần em cho tiền nó, cái nó nói em dễ thương nhu mì, nhỏ nhẹ đoan trang thùy mị. Nó nói em có số mệnh phụ phu nhân. Còn thằng chồng em á, nó nói em mệnh phụ phu xe. Cúc với ai đúng hay sai? Thằng chồng đúng. Hả? À, không, thằng kép. Thằng kép thông minh quá. Đúng rồi, thằng kép em có mắt nhìn đời mà. Đúng rồi, thằng, yeah, kép nó nói tướng mệnh phụ phu nhân là đúng rồi. Đúng. Bởi vì trông phú quý lắm, đưa, yeah, tay tôi coi, dạ, tiếp đây cho. Trời đất ơi. Trời đất ơi, cái đường Lindersang, Lindersang. Đường gì, đường gì, đường gì? Cái đường may mắn á. Oh. Mà vì hồi xưa là tôi, yeah, là học chương trình Tây.
học Marie Curie ở dưới Châu Đốc đấy. Hả? Cho nên là nói toàn tiếng Tây. À dạ. Có biết ăn rau muống xào tỏi bao giờ đâu, chỉ biết ăn rau muống xào thịt bò thôi. À. Với lại bánh cốt xăng thôi. À dạ. Trời ơi, cái đường ly đường xăng tức là cái đường may mắn. Dạ. Tại sao nó lại, ôi giời, sao nó chui dài thế trong đây đây? Thèo. Thèo mới hút mỡ xong. Trời ơi. Kỳ quá. Kỳ. Hèn chi. Bàn tay thon thả quá. Dạ. Trời đất ơi, cái đường lên đường xăng tại sao nó cua một cái vòng cua đờ sắc như thế này? Là sao cô? Nhà ở cua đờ sắc còn có giá huấn chi là bàn tay của Ma Đàn. Dạ. Trời, cái bàn tay này phú quý kinh khủng lắm. Chắc chắn là ông nhà sẽ làm lớn để bà Ma Đàn hưởng lây. Lớn gì cô Út ơi, chồng em bây giờ đâu có làm lớn. Chứ làm cái gì? Thổi kèn cho ban nhạc lắm mà. À, không sao. Dạ. Bill Clinton thổi to tít ta mà còn làm tổng thống Mỹ kìa mà. Dạ cô. Dạ. Trong tương lai chồng em sẽ làm tổng thống hả cô? Đấy. Quá sức tưởng tượng rồi. Nhưng mà dạ. Làm lớn rồi đấy. Dạ. Cái hột xoàn nó lại bé quá, lại không xứng. Hôm trước tôi đoán cho cái bà kia đoán hay quá, mới rút hột xoàn nó tặng tỏ liền đấy. No problem. Chuyện nhỏ. Dạ, cúng tổ, dạ, cúng tổ lòng thành của con. Cô biết hôm mới đây nè. À, hả? Hột xoàn tấm thì cũng hơi khó bán đấy. Có sạch không? Sạch lắm, chút xíu, bỏ chút xíu than thôi à. Hột xoàn tấm mà có tí bọt tí than thành hạt é mẹ rồi. Nghe. Sao? Chỉ có chuyện nhỏ. Mới đây nè, em mới cho thằng ghép em một hột xoàn 3 cara. 3 cara? Chuyện này là chuyện nhỏ, 3 cara còn dám cho kép em mà. Thế à? Bởi vậy cho nên nó ôm bàn tay em lên, nó hung. Nó hung, nó còn hát bàn tay nằm ngon, em vẫn kêu xa. Mà đàm chắc có học cái lớp coi như là cái lớp opera thì phải. Không, ôm vô, người ta ra em vô. Trời ơi, vui tính quá nha. Yeah. Thôi nha, bây giờ khí sắc là thông lắm. Yeah. Rồi nhá. Phú quý giàu sang. Yeah. Lắm rồi. Bây giờ có nghĩa là mỗi tuần tới tôi một lần, khí nào. Yeah. Nghẹt tôi thông hết cho. Yeah. Nhá. Bây giờ hẹn cô Tú qua tuần sau ấy, em tới cũng thông khí cho em ha. À, yeah. Trời ơi. Bài gốc ha. Tuyệt vời, sang trọng quá đi mất thì thôi ạ. Excuse me. Oh. Hola amigo. Gì vậy mẹ? Tự nhiên hola amigo. Thôi chết, cô Út tưởng là mẹ. Trời ơi. Nhìn mặt giống mẹ thôi, mời vào coi mặt bói chứ. Mặt ta giờ hổ mẹ. Mời vào coi bói. Giận hết sức kìa. Mời vào nha, trời ơi. Này. Hôm nay bà đỏ đắt khách quá. Này, bây giờ ngồi yên nhé. Dạ. Để cho Út nói. Dạ. Út nói sai, Út bỏ nghề ngay. Dạ thiệt. Có phải đến đây vì chuyện tình duyên không? Trời ơi, hữu hồn mà. Út nói đúng quá. Cô nói thiệt với Út nha, cô đang đau khổ lắm Út ơi. Sao thế? Út biết sao không? Hồi năm ngoái á, cô có về Việt Nam, cô có thương một người, rồi cô tìm cách lãnh sang bên này. Đó, lãnh sang bên này rồi lúc đầu sống hạnh phúc lắm. Cái cuối cùng mới tuần rồi kìa, cô dẫn đi sổ lỗ tai. Cái bị khác sổ lỗ mũi đi luôn rồi. Trời đất ơi, đàn bà gì mà sao lại bạc tình bạc nghĩa thế nhỉ? Hả? Út nói ai vậy? Thì cái cô vợ mà ông rước từ Việt Nam sang đây. Trời ơi, hú hồn. Người ấy không phải đàn bà, mà là đàn ông. He's a boy, very strong man. Nhưng mà cô nói thiệt với Út quá nha, cô còn thương, cô còn khổ. Chứ con hết thương mà chảnh với con hả? Xin lỗi Út à, tạt nước trôi phấn thôi nào không hay á. Đừng chảnh với bà. Cái tướng ngú ngoa ngú ngoài Út chóng mặt quá. Xin lỗi Út nha, coi vậy chứ chị cũng man lắm mà. Thôi được rồi, chị men vào đây, chị men vào đây. Đây, vào đây. Này, đàn bà thiếu gì không yêu lại đi yêu đàn ông, chán lắm. Trời Út ơi, đàn bà thương đàn ông là xưa rồi. Thời buổi bây giờ là phải đàn bà thương đàn bà, đàn ông thương đàn ông. Đó mới là fashion. Út ơi, Út có coi Thúy Nga Paris không? Có chứ, coi nhiều lắm. Ai cũng khen Nguyễn Cao Kiều Duyên đẹp mà dễ thương hết á. Nhưng mà con đâu có kết. Con kết người khác.
Dạ con kết Nguyễn Ngọc Ngạn. Này, tôi nói thật nhá, tôi thấy cái ông Ngạn vừa già vừa lỏng cổng mà kết làm gì. Trời ơi, Út đừng coi thường ổng nha. Ổng già mà lỏng cổng nhưng mà đầy kinh nghiệm. Nhưng mà nói chơi dốt thôi. Trường hợp Nguyễn Ngọc Ngạn là trường hợp ngoại lệ. Ổng thuộc dạng lão ngoan đồng rồi. Ôi giời. Còn cỡ con hả? Vớt Hồng Hài Nhi không à? À thế à? À thôi bây giờ Út ơi, Út coi giùm con. Út ơi, nãy giờ nói chơi hoài con khổ quá Út ơi. Coi thì dễ thôi, bây giờ coi tình duyên thì cái trước tiên là phải coi công danh. Dạ. Công danh mà nó lên vùn vụt thì không phải một boy mà 100 boy nó cũng bám. Vậy hả Út? Nhưng mà trước tiên coi ấy thì có biết xứ Mỹ nó có cái gì hay không? Xứ Mỹ sao? Xứ Mỹ thì no money thì no talk. À ha, no money no talk. Dạ tiền nhiều thoát nhiều, tiền ít thoát ít. Très bien. Dạ, con hiểu rồi Út ơi. Cash only nha. Ủa, sao vậy Út? Út sợ khai thuế lắm. Con biết mà Út. Đồng hương mình với nhau mà kinh nghiệm lắm. Rồi. Dạ Út nhận giùm. Rồi, cái này tổ nha, tổ chứ phải Út nha. Dạ, ở đây dạ. Cứu nhân độ thế thôi. Thôi nha, bây giờ bắt đầu nha. Dạ. Bây giờ nhìn thẳng vào mắt cậu em. Dạ. Tôi đoán ngay thế này, ở ngoài đời có hai tên phải không? Không có đâu Út ơi, từ nhỏ tới lớn có một tên nè. Phải, chắc chắn là phải có hai tên. Dạ không, có một tên nè Út ơi. Thế bây giờ tôi hỏi tên gì? Dạ Cẩm Hường. Thì đúng rồi, tên Cẩm với tên Hường không phải là hai tên Cẩm Hường à? Trời ơi Út, hay dễ sợ, hay dễ sợ. Rồi, bây giờ đoán vào công danh nha. Dạ, công danh Út. Bây giờ là phải xòe tay tôi coi, tôi đoán về công danh. Dạ. Nam tả nữ hiểu. Dạ. Nam tả nữ hiểu. Còn cái này nam nữ. À, cái này à, chắc thuộc về ba dọi thôi, đưa mẹ hai tay đoán luôn. Sao thế này? Trời đất ơi, con sắp đài hả Út? Trời đất ơi, tôi nói cái này lắng tai nghe nhé. Dạ. Thế gian này có ba người có bàn tay đặc biệt như cậu em. Trời ơi, dữ vậy hả? Người thứ nhất là Hoàng đế Napoleon. Dạ. Người thứ hai là Tổng thống Kennedy. Dạ. Người thứ ba là Tưởng Giới Thạch. Còn người thứ tư có biết là ai không? Dạ ai vậy Út? Chị... Hả? Người thứ tư là tôi phải không cô? Trời ơi, Madam. Tính đi chạy tới gọi Madam tới đây đây này. Gì, cô đang moi tiền thêm hả cô? Bây trời, Út chỉ làm nghề cứu đời thôi. Yeah. Nhưng mà hôm nay đây nhá, tự dưng Út hôm nay đúng là thiên duyên tiền định. Tự dưng coi bói hai người khách lại có hai cái bàn tay như thế này. Trời ơi, cái đường Linh Đờ Săng nó kéo dài, nó nhập vô thành một cái đường Linh Đờ Cơ. Mà nhập vô thế thầy hợp á, mà có một cú xét ái tình thì người ta gọi là l'amour superien. À. Trời ơi, hai bàn tay nào mà kết hợp là hạp lắm nha. Hai người mà kết hợp với nhau có chi bằng là Hoàng đế Napoleon mà kết hợp với lại Từ Hy Thái Hậu. Tây mà kết hợp với Tàu á, chắc đẻ ra con lai, xinh lắm. Trời ơi. Nghe nói thì cũng ham, có điều phải lúc bỏ thằng chồng với thằng kép cũng uổng. Mà mấy cái hệ kia rành quá rồi, dành đổi hệ, chết luôn. Trời ơi, Phúc này kỳ thiệt nha. Hồi nào giờ mình mê đàn ông không à. Tự nhiên hôm nay gã gái cho mình à. Nhưng mà nhìn tứ mẹ này cũng giống boy lắm. Ok, let me try. Vậy thì Napoleon xin mời Từ Hy Thái Hậu đi ăn bánh croissant được không? Không, Từ Hy Thái Hậu không thích croissant. Từ Hy Thái Hậu chỉ thích bún riêu à. Bún riêu để mắm tôm nhiều nhiều Từ Hy Thái Hậu mới chịu đó. Vậy hả? Thích thì chiều. Vậy xin mời Từ Hy Thái Hậu đi ăn bánh bún riêu. Ok. Trời gì vậy mẹ? Thô bạo vừa phải thôi chứ. Da người ta mỏng dánh xôi vậy hả?